Xin Thầy từ bi chỉ cho con phương pháp nào để con trị được cái bệnh hay hiện ra trong đầu con là tại sao tôi khổ thế này. Chà, cái này coi bộ giống em ạ. À. Hồi chiều không lẽ giờ thầy thiện thiện thấy vô thấy nói sư huynh ơi tới giờ rồi, ông nói trời ơi tại sao tôi khổ thế này. Giờ này còn cho chưa tôi chưa cho tôi nghỉ. Thưa đại chúng á, nó ăn thua là mỗi ngày mình tưới tẩm. Ngày xưa có người ta có một cái nhà, hai cái nhà khoa học á, người ta thử như thế này nè. Người ta lấy hai cây cà, người ta để rồi một bên á là mỗi ngày cây cà này ta phải nghe vô số lời mắng chửi, và một cây cà bên này là nó nghe những lời tiếng nhạc, tiếng khen, tiếng êm dịu. Thì quả thật một thời gian sau thì cái cây cà mà được nghe được tiếng nhạc êm dịu, được chăm sóc thì nó lớn lên, và cái cây cà mà mắng chửi nó mỗi ngày nó héo. Con người của mình á, mỗi ngày là do mình tưới tẩm. Tưới tẩm gì? Có nhiều khi á, có nhiều người có thói quen nha, ngồi ngồi cái tưới tẩm cái sự thở dài, dù không có chuyện gì buồn nhưng mà nó thành một cái nghiệp, và mình cứ tưới tẩm cái gì đó buồn khổ trong con người mình. Cho nên á, mình tu á là mình phải có chánh niệm để đừng tưới tẩm thêm cái hạt giống đó. Ai trong chúng ta cũng có những hạt giống khổ và những hạt giống vui. Mà bây giờ mình đã khổ nhiều mà mình cứ tưới hoài cái đó, dù mà đa phần hễ buồn là nghe nhạc buồn à. Ít có ai mà buồn mà nghe nhạc vui lắm. Buồn là phải kiếm những bản nhạc nào mà nó đứt ruột, nó tha thiết, nó da diết, mình nằm trên ghế salon mình quằn quại từ trên xuống dưới, rồi mình cấu nghiến, mình ôm đầu, mình bứt tóc, rồi nó hát tới đâu mà bứt tới đó. Thì cỡ như thầy Nhật Thiện mà hát còn gì nữa bứt. Nhưng mà thưa đại chúng là cái đó là cái tâm lý chung, là hễ mình buồn cái là phải kiếm những cái nhạc gì nó đúng với cái tâm trạng của mình, cho nên cái đó là sầu càng thêm sầu. Hồi sáng này Pháp Hòa có hướng dẫn đại chúng ngồi thiền, và chúng ta quán chiếu là thở vào tôi khỏe, thở ra tôi an, thở vào tôi bình an, tôi là đám mây. Đó là tưới tẩm đó, mình làm trở lại khải tường. Mà hồi sáng mình nói chữ khải tường đó, đừng bao giờ tưới tẩm những cái hạt giống khổ nữa, phải làm cho nó tươi tắn trở lại, gọi là khải tường. Tường là tốt lành, mình phải khai mở cái điểm đó trở lại. Xưa nay mình buồn, mình sầu, mình rầu, mình khổ hoài. Cho nên quý vị thấy không, cô Kiều cổ vô cổ đánh đàn là đánh toàn mấy bài đứt ruột, nhưng sau khi mà cổ tỉnh ngộ rồi cổ đàn những bài hay. Thì Kim Trọng mới nói xưa sao sầu khổ, sao nay vui vậy. Hay là khổ tận đến ngày Cam Lai. Đó là những câu trong truyện Kiều. Khi mà câu chuyện cô Kiều cổ không còn đánh những bản nhạc đứt ruột đó nữa, cổ hát cổ đờn những cái bản nhạc nghe vui, thì Kim Trọng xưa sao sầu khổ, sao nay vui vậy. Mình cũng vậy. Quý vị để ý hôm nào mà để trong tâm mình buồn khổ vậy, nó hiện lên nét mặt liền. Mà hôm nào mình vui nó cũng hiện lên nét liền. Cho nên người ta nhìn mình cặp mắt là người ta biết. Có nhiều khi mình cười rôn rã nhưng mắt mình không cười. Cho nên người ta nói con mắt là cửa sổ của tâm hồn, nó nói lên hết những cái tâm trạng của mình. Cái người mà người ta có cái nội tâm nhìn chiếu đó, người ta thấy, người ta biết. Cho nên cái này là một hiện tượng mình tưới tẩm thôi, chứ không có thuốc gì đâu mà trị. Bây giờ cái thuốc trị hay nhất là cô mỗi tối cô ngồi thiền và cô tưới trở lại. Thở vào tôi thật là vui vì tôi còn sống, thở ra tôi bình an, thở vào tôi còn đang sống đây, gia đình tôi còn đây. Mình tưới tẩm trở lại để mình thấy bao nhiêu cái hạnh phúc còn xung quanh mình. Kính thưa Thầy, con có câu hỏi. Đường về cực lạc có xa lắm không thưa Thầy? Trời đất, sao không hỏi ép minh tinh qua du thà có xa không? Em trả lời cho nghe. Nhưng mà thật sự câu hỏi rất hay. Đường về hôm nay tôi thui,
Mình mù cô không thấy tôi cô, đùng tôi cô nói tôi đuôi. Thưa đại chúng là Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người. Ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Tây phương đâu có xa cách. Mà nếu muốn nói xa, cách mười muôn ức cõi. Kinh Di Đà nói mà, cách mười muôn ức cõi có một thế giới tên là Cực Lạc. Vậy thì bây giờ mười muôn ức cõi đó mình vượt nó bằng cách nào? Mười muôn ức cõi mà Kinh Di Đà muốn nói là nếu chúng ta vượt được mười cái này, chúng ta sẽ có thấy Di Đà. Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Người nào mà giảm cái đó cho tới hết thôi thì vượt được mười muôn ức cõi. Mười muôn ức cõi mà Kinh Di Đà muốn nói tức là mười cái căn bản phiền não này nè. Kinh Di Đà nói là cách mười muôn ức cõi có một thế giới tên là Cực Lạc. Thôi bây giờ tham sân si ba căn bản thôi. Con người mà giảm được tham sân si là thấy có Cực Lạc không? À, rồi giảm nghi ngờ thôi là có Cực Lạc không? Trời ơi, nghi là khổ lắm. Nghi là một cái khổ. Nghi ngờ là một cái khổ. Tà kiến là một cái khổ. Chụp hình không dám chụp ba người. Mà bây giờ lỡ có ba người rồi chụp làm sao đây? Không lẽ nhìn coi có bà bầu nào kéo vô. Hỏi tại sao không dám chụp ba người? Tại sao không dám? Giải thích không được. Rồi cái bí quá cái nói chắc sợ tam tai. Bây giờ anh sợ tam tai phải không? Tôi chỉ cho anh cách vượt tam tai. Thay vì anh nghĩ tam tai là nạn nước, nạn lửa, nạn gió gì đó, bây giờ anh nghĩ tam đa, đa phước, đa lộc, đa thọ. Ba ông phước, lộc, thọ đứng quanh năm trong nhà mình mà có sao đâu. Cũng là ba. Di Đà, Quan Âm, Thế Chí cũng ba. Mà sao ba người chụp hình không xui? Ba vị đó đứng, mình tới mình chụp hình chung với ba vị. Quanh năm suốt tháng mình đi rồi ba vị vẫn đứng. Đừng có sợ ba. Đừng có sợ chụp ba người. Ba người không là gì hết. Đó mà sợ ba người là tà kiến. Chữ tà là gì? Là lệch. Tà là lệch lạc chứ không có gì hết. Chánh là ngay thẳng. Mình hiểu đúng gọi là chánh. Hiểu chế đúng gọi là chánh, chánh tri kiến. Còn hiểu không đúng là tà tri kiến. Cái thấy biết của mình nó sai lệch. Bây giờ anh sợ ba phải không? Anh cộng bốn. À, không được, không được. Bốn dách gì xám xây. Tử, chết. Không được. Rồi bốn không được. Anh thứ năm anh nhảy vô cũng đẩy ra. Không được, không được. Hỏi tại sao? Ngũ quỷ. Rồi đưa thứ số sáu vô cũng không được. Hỏi tại sao? Lục tặc. Thứ bảy cũng không được. Tại sao? Thất tình. Rốt cuộc không có con số nào mình chịu hết. Ở trong những cái tiệm bán quà cáp cho người Trung Quốc, người Á Đông mình, người ta có làm một cái quan tài để làm quà tặng Tết. Ai dám mua không? Nhưng mà người ta tâm lý à, trên nắp quan tài để bốn chữ. Từ hai chữ quan tài mà người ta phân chữ ra, thăng quan phát tài. Thế là hết sợ chữ quan tài. Xưa nay mình nghe quan tài mình sợ, nhưng giờ người ta phân chữ ra, thăng quan phát tài. Đó là do tâm mình sanh mà. Mình muốn nói cái gì cũng được hết á. Mình nói cái gì cũng được. Cho nên tà kiến là một loại đau khổ. Mà người có tà kiến rồi là không dám làm gì hết á. Mua vé máy bay cũng lựa ngày. Bữa hôm em qua đây là đúng ngay ngày thứ 6 13 nha. Em mà cử ngày đó là em đi thứ 7 à. Cho nên thưa đại chúng là tà kiến nghĩa là vậy đó. Tức là những cái hiểu biết rất là lệch lạc. Ăn chay phát nguyện ăn tháng, lỡ có chuyện không ăn cái tháng đó bệnh nhức đầu,
hay lỡ bị xe quẹt gì nó thấy không, trời ơi tôi xui, tại tôi hứa ăn chay tháng tôi không ăn Phật quở. Trời đất ơi, mình làm như ông Phật cũng rảnh lắm vậy. Thưa đại chúng, đừng bao giờ nói như vậy. Mình nói như vậy mình giống như mình đưa Phật lên, mà thật sự mình đang đưa Phật xuống. Tới Phật gì mà ngộ vậy, ai ăn chay tháng là phù hộ, ai không ăn thì quở phạt cho họ. Không có thần thánh Phật trời nào mà cái kiểu đó hết. Cho nên đừng có một cái tâm như vậy, mà nghĩ như vậy là nghĩ sai lệch, gọi là tà kiến. Mà vượt được cái đó là mình thấy cực lạc. Vượt được cái nghi là có cực lạc, vượt được tà kiến là có cực lạc. Giới cấm thủ là gì? Tức là những giới luật, những cái gì mà chúng ta biết mà chúng ta chấp trước vô đó, mà chúng ta không hiểu được cái cách hành trì. Thí dụ như hồi nãy Pháp Hòa thưa vậy đó, vị thầy đó thấy cô gái té. Bây giờ nếu thầy đó đó mà giữ giới mà không cứu người đó, thì quý vị thầy đó giữ giới trọn chưa? Mục đích của giữ giới là gì? Là để có giữ giới là để giữ tròn cái đạo đức của mình. Vậy thì đạo đức ở đâu khi người ta té, người ta gãy chân, người ta cần mình giúp mà nó không, tôi giữ giới. Quý vị thấy rõ điều đó. Cho nên giữ giới đó là mình không đụng chạm vô họ. Nhưng mà nếu ở cái trường hợp như thế nào, mình phải cứu người mà, vừa lúc đó là mình không có phải giữ giới mà nói tới đạo đức. Hiểu cái cách giữ giới của nhà Phật rồi, cho dù mấy trăm giới mà giữ mà khỏe vô cùng. Có giới gì đâu dễ giữ, tại vì cái nào nó cũng đều có cái uyển chuyển của nó. Tại sao chùa có cái mái cong? Vì cái mái cong của nhà chùa là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Không có cứng ngắc. Không có cứng ngắc. Cho nên quý vị thấy Đức Quan Âm luôn luôn cầm cái nhành dương liễu. Bởi vì cái nhành dương đó hễ mà gió thổi trái, thổi phải, nhành dương vẫn đi theo trái phải, nhưng mà gió dừng rồi thì nhành dương trở lại vị trí của nó. Đó là tinh thần tùy duyên bất biến của đạo Phật. Bất biến là tâm mình, tùy duyên là tùy thuận, tùy theo mỗi cảnh. Ví dụ như là thầy trụ trì gửi cái danh sách, cái danh có quà hỏi là thầy chuẩn bị cho Pháp Hòa nói mấy buổi. Thầy text qua thầy nói là Pháp Hòa 4 buổi. Rồi qua tới đây thầy nói xong hồi thầy tăng thêm buổi là tối nay. Đây là tùy duyên. Nhưng bất biến là gì? Mục đích của mình là cũng là Phật Pháp thôi. Cũng nói Phật Pháp, phải còn người nghe thì mình còn nói. Chỉ sợ ham nói mà không ai nghe thôi. Mình ham nói, có người thích nghe, thì cái này gọi là tùy duyên mà bất biến. Bất biến mà tùy duyên, và đó là cái tinh thần của đạo Phật. Cho nên đường về cực lạc xa không? Xa mà cũng gần. Chỉ cần giảm tham sân si mạn nghi là được nửa đường rồi đó. 50% rồi. Giảm thêm không cần coi ngày. Ngày nào mình hướng Phật, hướng điều thiện, ngày đó ngày tốt. Chứ không phải là ngày đó, tháng đó, năm đó mình phải coi. Không bao giờ có một cuốn sách nào mà coi bói mà nói hôm nay ngày tốt để ăn trộm hết á. Không ai đi ăn trộm mà coi ngày hết á. Tại vì thủy chung biết ăn trộm là xấu. Mà tại sao vẫn còn người ăn trộm? Tại vì mình biết xấu mà mình vẫn làm. Mà chính làm thì khỏi coi ngày, tại vì luôn luôn ăn trộm vào lúc vắng người và buổi tối. Cho nên thời điểm tốt nhất khỏi cần coi, nghe ăn trộm là biết lúc nào rồi. Lúc vắng người, lúc không có ai coi chừng, lúc buổi tối, vân vân. Ví dụ giờ coi ngày nó ăn trộm lúc 9 giờ sáng mà ta còn ở nhà dám vô không? Thành thật không thể có. Mình cúng rằm, cúng bất cứ ngày nào. Thí dụ bây giờ quý vị đi làm 11 giờ đêm về, tắm rửa xong hết rồi 12 giờ khuya tụng kinh cũng chẳng sao hết. Đừng có lo, đừng có sợ gì hết. Nói giờ đó không biết tụng được không, giờ Phật ngủ. Dạ Phật Mỹ thì ngủ chứ Phật Việt Nam còn thức, tại vì đó 1 giờ trưa. Cho nên không có trở ngại. Quý vị tùy theo thời gian của mình. Xin Thầy Quang Hỷ giải thích vì sao trong Kinh Pháp Hoa luôn luôn lặp lại nghĩa ý 2 lần. Thí dụ câu bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, và lặp lại nguyên câu chuyện như trước.
Ở đây đọc kinh Pháp Hoa thì có thấy điều đó. Đứng trên mặt lịch sử, bởi vì ngày xưa không có microphone, cho nên sự trùng tụng đó phải được liên tục nói ở một cái khoảng người này nghe, rồi khoảng người đó xoay ra phía sau nói cho người sau. Vì vậy cho nên nó có cái trường hợp lặp tới lặp lui. Trường hợp thứ hai là quý vị thấy Đức Phật nói ở trên là nói theo cái cách kệ tụng. À xin lỗi, trường hàng là Phật nói nguyên văn. Nhưng bây giờ để tóm lại nghĩa lý cho người thính chúng dễ nghe, dễ nhớ, cho nên Phật tóm gọn cái ý đó qua một hình thức thơ năm chữ kệ tụng để cho dễ nhớ. Cũng giống như mình bây giờ vậy đó. Mình bây giờ là quý vị nhớ là cái kinh Vu Lan á, là kinh văn trường hàng chứ không phải như cái văn bây giờ mình tụng. Một thở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viên trung, Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Đó là mình diễn đạt lại cái văn, nguyên văn một cái bài kinh dài qua một hình thức thơ để cho mọi người dễ nhớ. Như vậy thì cái trong kinh Pháp Hoa lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, như vậy thì ở trên là trường hàng mà phía dưới này là kệ, năm chữ để cho chúng ta nghe và dễ nhớ. Cũng giống như hồi xưa mình đi học vậy. Học xong rồi á, thầy giáo sẽ cho mình một bài thơ. Mình phải học thuộc lòng. Và chính cái bài học đó luôn luôn nó nằm trong tâm mình. Cái gì mà nó ngắn gọn là chúng ta dễ nhớ. Bây giờ đang có cuốn kinh Pháp Hoa rút ngắn gọn lại để tụng hết trong vài giờ. Mong thầy cho ý kiến có nên dùng cuốn kinh đó không? Thưa đại chúng, kinh điển mục đích là chuyển tải văn ý của Phật để cho chúng ta tụng, chứ không có cái ý là linh thiêng gì ở trong cái quyển đó. Pháp Hoa nói như vậy không có nghĩa là mình nói là tụng kinh không linh, không phải vậy. Nhưng mà cái chính yếu là trong kinh điển là Phật chuyển tải những cái ý Phật muốn nói để hướng dẫn chúng ta tu. Thì ở Việt Nam mình á, theo Pháp Hòa biết là có một quyển kinh Pháp Hoa được gọi là Đại Cương Kinh Pháp Hoa. Và quyển này được soạn bởi Hòa Thượng Thích Hồng Đạo. Ngài lấy cái ý chính của mỗi phẩm và Ngài tóm lược bằng một cái thể thơ năm chữ theo cái kiểu kệ của kinh Pháp Hoa, gọn gãy lại cái ý để chúng ta tụng, mà cho những người bận rộn không có đủ thời gian tụng cả một cái quyển kinh mà nó quá dài thì rút ngắn lại. Điều này không có gì sai, không có gì sai. Mục đích của quyển kinh đó là để rút gọn cái ý để cho các vị tụng mà không mất thời gian nhiều nếu chúng ta không có đủ thời gian. Pháp Hòa nhớ hồi năm Pháp Hòa 16 tuổi á, tự nhiên biết sao lúc đó Pháp Hòa lại có một cái thích là dịch kinh. Cho nên đi học về là ngồi ngay cửa sổ của trên chánh điện là ngồi dịch kinh, tập dịch kinh. Thì Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa dịch kinh Di Đà. Thì quý vị nhớ trong kinh Di Đà có cái đoạn phía sau á, Đông phương thế giới có bao nhiêu vị Phật, rồi cái lặp lại sức quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt ngôn như đẳng chúng sanh đương tính thị, rồi cái đo nam phương thế giới bắc phương thế giới mà cứ lặp đi lặp lại mà tổng cộng là sáu phương như vậy. Cái Pháp Hòa mới suy nghĩ, Pháp Hòa nói bây giờ mình sẽ làm một bản kinh Di Đà rút gọn. 16 tuổi thôi mà nghĩ vậy đó. Cho nên Pháp Hòa mới rút lại là Xá Lợi Phất, nam phương thế giới Phật này Phật này, đông phương thế giới Phật này Phật này, bắc phương thế giới Phật này Phật này, sáu phương đầy đủ tên Phật rồi. Thì ở phía sau lấy một câu cuối thôi: các vị đều nói thuyết thành thiệt ngôn như thế này, thay vì phải lập cái câu cuối đó ở sáu phương đầy đủ. Thì Hòa Thượng Hồng Đạo Ngài cũng làm như vậy. Tức là Ngài, nếu mình tụng nguyên một bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm quá dài, bây giờ Ngài làm gọn, ý chính không có mất. Và cái quyển kinh đó được Tổ Thích Thiện Hòa giới thiệu cho chúng ta. Thì trong Phật giáo Việt Nam mình, theo Pháp Hòa được biết là chúng ta có một quyển kinh Pháp Hoa gọi là Đại Cương do Hòa Thượng Hồng Đạo soạn để cho chúng ta trì tụng, lấy cái ý để mà chúng ta tu tập. Không có gì sai hết.
Kinh điển là để cho chúng ta thu gọn như vậy. Xin thầy giải thích, in kinh ấn tống công đức vô lượng hoặc sắm sanh lễ vật đủ đầy đặng cầu nguyện sông đường trường thọ, sounds giống hối lộ vậy. Cái chữ sao này là do tiếng Mỹ á, giống như là nghe sao giống mà hối lộ. Thưa, không phải hối lộ. Bởi vì chúng ta là, chúng ta có những việc làm chúng ta làm mà chúng ta không hiểu được cái quả. Thí dụ mình nói là đừng có ăn cắp nghe không? Ăn cắp là bị bắt ở tù, bắt phạt. Mình nói cái quả xấu để cho người ta sợ cái quả mà người ta tránh cái nhân. Thì trong xã hội chúng ta cũng cần nói những cái quả tốt để cho người ta thấy quả tốt mà người ta phát tâm, người ta làm cái nhân lành. Pháp Hòa ví dụ, mình nói với con mình, con thấy mẹ không? Qua đây không biết tiếng Mỹ, mẹ phải đi clean khách sạn để mẹ kiếm tiền nuôi con, nuôi gia đình. Tụi con không muốn cực giống mẹ thì phải ráng học, học để mai mốt ngồi văn phòng làm việc đầu óc không phải nặng nhọc chân tay. Nói như vậy đâu có phải là mình dọa nó, mà mình chỉ cái nhân của cái người không có học để thấy cái khổ làm cu li. Rồi mình nói cái quả của người chịu khó đi học để nó thấy cái hướng đó mà nó phát tâm. Ở đây cũng vậy. Bởi vì tất cả con người chúng ta có đôi khi chúng ta cứ nhắm mắt làm nhân mà không bao giờ sợ quả, hay là thậm chí chưa thấy quả thì chưa phát tâm. Cho nên nhờ nói cái quả này không phải là hối lộ mà để khuyến thiện, để khuyến khích người ta làm thiện. In kinh ấn tống công đức. Chữ công đức là gì? Là vì chúng ta in kinh ấn tống rồi nhiều người người ta đọc, người ta phát tâm, người ta hiểu, người ta sửa đổi tánh tình, sống tốt đẹp, thì công đức mình có. Mặc dù không nói công đức mà mình vẫn có công đức. Nhưng mà nói công đức để làm gì? Để khuyến thiện, để khuyến khích. Cũng giống như là mỗi lần mà mình phát quà cho người nghèo, mình cũng phải tập hợp người nghèo và có vài lời phát biểu. Hôm nay chúng tôi, đoàn chúng tôi tới đây do các vị bên Mỹ về thăm quê nhà, thấu hiểu được nỗi khổ của đồng bào địa phương, nên chúng tôi đến đây để chia sẻ với quý vị, để cho người ta hiểu là người ta có được cái phước đó. Cho nên ở đây không có gì gọi là hối lộ, mà mình nói ở công đức này công đức nọ để khuyến thiện người ta. Mình nói quả xấu thì đôi lúc cũng phải giới thiệu quả lành chứ. Cũng giống như cõi cực lạc Tây Phương mà không giới thiệu thì ai biết cõi đó ở đâu, mà lo niệm Phật mà về đó, hay lo tu tập mà về đó. Cho nên là các tổ mới nói hãy nhìn đến các bậc cao đức để chúng ta học hạnh của các ngài. Nhìn lên các bậc lớn để thấy được cái hạnh của người xưa mà mình học, mình là người nay mình học. Cho nên cái đó đều tốt hết. Vậy được, giải thích được cái chỗ này ha. Không có hối lộ. Nó in kinh, ví dụ như mình kinh ấn tống vậy mình được vài, hay cúng Phật vậy mình được vài. Mình không cúng mình vẫn được như thường. Nhưng mà ở đời mà cái chữ cúng nghĩa là mình lấy công ra mình làm thì mình sẽ gặt được cái quả. Ở đây là một biểu tượng. Không có cái việc gì chúng ta tự không làm mà có quả cả. Không thể nào mà không có học cứ cúng Phật đi rồi được biết chữ. Không có bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà ở đây là cái chữ cúng để được phù hộ đây là nói lên cái ý nghĩa là chúng ta muốn đạt cái quả chúng ta phải gieo nhân. Muốn biết chữ phải đọc sách, học bài, vân vân. Thưa thầy, thùng phước xương và thùng công đức khác nhau như thế nào? Thùng phước xương đựng tiền lẻ. Dạ thưa đại chúng, chữ xương là tiếng Hán
Chữ xương là tiếng Hán, và chữ Hán chữ xương có nghĩa là thùng. Cho nên ở ngoài Bắc á, người ta ít có để chữ phước xương, mà người ta để là thùng công đức. Có chỗ để là hòm công đức. Cái hòm là cái hộp thôi chứ gì đâu. Chữ xương á, trong tiếng Hán nghĩa là hộp, là thùng, là cái hòm. Mà người Nam thì sợ cái hòm lắm. Nhưng mà thật sự chữ hòm nghĩa là một cái hộp vuông. Có những đêm ngồi thiền tĩnh tỏa dánh trăng vàng và phát hiện ra một điều: Như Lai điều ngự. Như Lai là Phật. Điều ngự là người có khả năng điều phục, chế ngự mọi hiện tượng. Thôi cho tôi gửi lên làng tóc em, gió nó thổi cái nó bay. Còn tôi, còn tôi thì tôi vẫn ngồi yên ở đây để hưởng ánh trăng, ánh trăng vàng. Đó là cái chí nguyện của người tu. Và ai đây cũng rất là khẳng khái. Thầy đẹp trai, em yêu thầy. Đi tu hơn 30 năm, hôm nay được nghe được âm thầm thế ni. Xem ra cô cũng thứ chì. Không giấu mà lại viết ghi trên này. Thưa thầy, con muốn website tiếng Anh để nghe kinh. Xin thầy hướng dẫn những bài giảng của thầy bằng tiếng Anh. Chỉ cần vào YouTube bấm thầy Pháp Hòa English, thêm chữ English ở phía sau thì nó sẽ có. Xin thầy giải thích nghĩa chữ thể giải đại đạo trong tự quy y Phật và chữ thống lý trong bài tự quy y Tăng. Cái bài tự quy y Phật tiếng Hán á, tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Thì vị này mới hỏi là cái chữ thể giải đại đạo đó nghĩa là gì? Thưa đại chúng, cái bài này nếu chúng ta dịch, nghĩa là chúng ta dịch như thế này: trở về nương tựa Phật trong con xin nguyện cho tất cả mọi loài chúng sanh thể nhập được vào con đường lớn, đó là con đường thành Phật. Thể, chữ thể trong trường hợp này là thể nhập, thể hội. Ví dụ như mình đi chùa, hàng ngày mình tụng kinh, mình cũng mong, và mình mở băng giảng, mình mong á, là người nhà của mình một ngày nào đó cũng thể nhập vào con đường này với mình. Thể giải đại đạo. Chữ đại đạo là gì? Nếu nghĩa thường là con đường lớn. Mà con đường lớn ở đây chính là con đường thành Phật, con đường giác ngộ. Cho nên trở về nương tựa Phật là trở về nương tựa với sự giác ngộ nơi chính mình. Và mình có được giác ngộ nơi chính mình, cho nên mình nguyện cho tất cả mọi người cũng cùng hội nhập với mình và đi trên con đường đó. Đó là một cái ước nguyện cao lớn của tất cả mọi người, ai cũng muốn. Ví dụ như là mình ăn hiền ở lành, cũng muốn con cái mình cũng thấy được cái hạnh đó của mình mà sống theo như vậy. Cho nên chữ thể đó là thể nhập, thể hội. Đại đạo là chỉ cho Phật đạo hay là con đường thành Phật giác ngộ. Phát cái tâm vô thượng, phát cái tâm rộng lớn để đi cùng được cái đi đến chỗ đó. Bây giờ Pháp Hòa nói cái ví dụ nhỏ thôi. Có hai vợ chồng mà. Mình quy y đi chùa rồi, mình cũng muốn ông chồng mình cũng quy y đi chùa. Mà khuyên hoài, chồng không có nghe. Ông nghĩ ông chưa muốn. Tới một ngày nào đó tự động, ông nói bà ghi danh cho tôi quy y. Thì lúc này bà xã sẽ tuyên bố một câu: trời ơi, hôm nay tôi mừng quá, thể giải đại đạo, chồng với tôi bây giờ phát vô thượng thượng tâm. Quý vị thấy được cái điều đó không? Rồi bây giờ cái câu thứ ba nè: tự quy y Tăng,
đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng. Chữ thống lý ở đây mình không có cái ý là mình muốn lãnh đạo thống nhất ai hết, mà cái chữ này nó có cái nghĩa là mình mong tất cả mọi người đều cùng thống nhất đi về một cái đạo lý, một con đường đó, để không có còn trở ngại. Nhưng mà muốn mọi người hội nhập với mình thì trước hết mình phải làm sao? Phải hội nhập với mọi người. Pháp Hòa ví dụ thôi. Pháp Hòa nói tôi muốn mọi người ở đây suốt hai ngày nay phải thương tôi, phải nghĩ về tôi, phải quý mến tôi. Pháp Hòa ví dụ vậy. Nhưng mà suốt hai ngày nay mình cứ ở trong phòng miết à, thì làm sao mình phải bưng mình ra, mình phải đem mình ra khỏi cái ngã riêng tư của mình, để mình đặt mình vào cái đại ngã, cái thể lớn, thì tự động mọi việc nó thống lý đại chúng. Bây giờ mình trong một buổi họp, ai người ta cũng đồng ý mà có mình chống à, thì mình chưa phải là người sống trong tăng. Mình chỉ là một cái nhỏ. Bây giờ đại chúng người ta là như vậy, bốn người trở lên là gọi đại chúng rồi. Mà bây giờ hơn bốn người quyết định mà mình không cùng quyết định thì mình không thể đi đến cái chỗ thống lý được. Cho nên ở đây câu này, với ước nguyện con mong mọi người tất cả cùng đi về cái chỗ đó, đưa ánh sáng Phật Pháp đến với đại chúng cùng thống nhất như vậy. Ví dụ như ở nhà một mình ăn chay, mà ví dụ như cả nhà ai cũng ăn chay, lọt có mình ăn mặn à. Rồi cái ngày đó cái mình để cho mọi người khỏi phiền hà gì hết, má ơi má nấu chay luôn đi, tuy bữa nay con không ăn chay nhưng mà con cũng sẽ ăn với mọi người, để mọi người má khỏi mất công nấu. Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Rồi ví dụ như hôm nay chiều nay người ta nấu có món ra đãi mình là bún nước, ví dụ vậy, tự nhiên mình nói không, giờ tôi phải ăn cơm mà không. Rồi cái thì làm sao người ta chảy. Cho nên mình sống trong tăng, tăng là đoàn thể hòa hợp, mà mình nhớ là phải hòa hợp như vậy, để cho tới cái chỗ vô ngại là không còn gì trở ngại nữa. Ba câu đó rất hay. Và bây giờ Pháp Hòa nói thêm chút để đại chúng thấy đặc biệt của cái thời kinh nhà Phật. Mới bắt đầu vô kinh đó, đảnh lễ Tam Bảo, chí tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp, rồi Ta Bà giáo chủ bổn sư, rồi Di Đà Quán Âm gì đó, tất cả những danh hiệu Phật đó là gì? Đó là ngoại tướng Tam Bảo, những đức Phật có tên có tuổi. Tụng xong một thời kinh, từ lúc đầu dẫn mình vô tới cuối cùng, tới cuối bài kinh chúng ta làm một việc thôi, bây giờ không còn nương ở đâu nữa hết, mà nương ở đâu? Phật tự tâm, pháp tự tâm, tăng tự tâm. Chỗ này gọi là từ tướng đi vào tánh. Quý vị chưa tới chùa, mới bắt đầu tới chùa thôi, thì phải quy y Tam Bảo, rồi có tụng kinh, có mặc áo tràng, vân vân. Nhưng khi mình đã thể nhập được với cái đại đạo rồi, có cũng được, để đồng với đại chúng, mà lỡ bữa nào quên thì thôi, không có gì phiền hà hết. Không có gì phiền hà hết. Nó hay cái chỗ đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là người ngu nhất thế gian. Có ai nói gì đâu. Nhưng mà thưa không sao. Trong kinh Pháp Cú có câu. Kinh Pháp Cú có câu. Người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng gọi chí ngu. Người ngu mà mình người dại, người khờ, biết mà là mình người khờ. Chữ ngu trong kinh điển nó không có nghĩa là như cái kiểu tiếng Việt mình hiểu là ngu đần, ngu độn, đồ dốt nát, không phải. Chữ ngu trong tiếng Hán đơn giản là không thấy được lẽ thật. Người ác trong tiếng Hán nghĩa là luôn luôn sống mà tổn giảm cho mình, cho người, gọi là ác. Chứ không có nghĩa như cái tiếng Việt mình là nghe chữ ác là sợ ghê gớm lắm. Nhưng mà chữ ác trong tiếng Hán nghĩa là không thấy lẽ thật. Chữ ngu trong tiếng Hán nghĩa là không thấy lẽ thật. Kính mong thầy giải thích cho con mấy điều sau đây. Một, lễ Phật không thắp hương có lỗi không? Dạ không có lỗi.
Vì hương vật chất không bằng tâm hương. Cái hương vật chất chỉ là biểu tượng, quan trọng là hương lòng. Ý nghĩa thắp hương là gì? Tại sao thắp hương một cây, ba cây mà không thắp hai cây hoặc bốn cây? Thắp bốn cây thì hao, thắp hai cây lõn chõn. Cái đó gọi là xúc sự diện tường đó. Gặp chuyện hết biết đường nói. Nói đại. Thưa đại chúng, như thế này. Trước hết chữ hương là gì? Hương là thơm. Như vậy thì cây hương trong Phật giáo tượng trưng cho đức hạnh của một người. Mà biểu tượng qua thắp hương là mình phải thắp lên cái hương thơm của đức hạnh, biểu tượng qua cây hương. Tại sao thắp ba cây? Bởi vì ba cây nhang là tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ, ba cái căn bản mà tu hành của nhà Phật. Tu cái gì không biết mà thiếu giới, thiếu định, thiếu tuệ là không xong gì hết. Nhờ giữ giới mà có định, định tĩnh tâm hồn. Nhờ định tĩnh tâm hồn mà trí tuệ sáng suốt. Cho nên ba cái này là giống như cái lư hương mà đủ ba chân. Gãy một chân thì cái lư hương đứng không vững. Giới, định, tuệ. Cho nên thắp ba cây. Nhưng mà trong định á, nó vẫn có giới tuệ. Trong tuệ nó vẫn có giới định. Trong giới nó có định tuệ. Cho nên chỉ cần thắp một cây là đủ. Bởi vì trong ba mà có một. Pháp Hòa ví dụ. Thấy cái món này để trên bàn đây mà không có ai hết, định ăn cắp. Thì sắp sửa phạm giới thì cái giây phút dừng lại liền. Nói thôi, mình lấy của người ta mà đâu phải của mình. Mình về là ăn cắp, mà hơn nữa này người ta làm cho Phật Pháp, mình đem về mình hưởng con mình nè. Mình để đây người ta làm được cho đại chúng cùng xài. Ngay cái giây phút dừng lại, không ăn cắp là có định, có tuệ. Định là sự vắng lặng giây, ngay cái giây phút sắp sửa phạm giới. Và tuệ nó soi liền, nó nói đừng làm như vậy, không nên. Cho nên ngay hành động không ăn cắp có định, có giới. Quý vị thấy được điều đó và nói ha. Rồi, bây giờ mình ngồi thiền mình định. Trong khi mình ngồi thiền có làm gì phạm tội không? Cho nên ngồi thiền đã là giữ giới. Và trong khi ngồi như vậy mà trí mình nó sanh, cho nên gọi là tuệ sanh. Một hành động mình làm mà ba cái kia có mặt. Cho nên không cần thắp ba cây, chỉ cần thắp một cây là đủ. Hương giới, hương định, hương tuệ. Và nhà Phật lấy cây hương để biểu tượng cho đức hạnh. Vì vậy cho nên trong Pháp Cú có câu: hương của tất cả các loài hoa, không hương nào bay được ngược gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Không có hương nào bay được ngược gió, chỉ hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Rồi, bây giờ quý vị đã hiểu được cái chỗ hương mà mấy cây rồi ha. Rồi bây giờ nói tới lại. Kính bạch thầy, thầy có nói tại sao lại ba lại, lại ông bà bốn lại, và thưa thầy, tại sao lễ trong Đại Nội Huế lại năm lại? Giờ bắt đầu đi vô tới cung đình. Thưa đại chúng, lại Phật, lại ba lại là tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Lại cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ bốn lại là tượng trưng cho tứ ân phụ mẫu, hay là cha mẹ hai bên. Thì vị này đã hiểu rồi. Bây giờ hỏi là tại sao trong cung đình lại năm lại? Bởi vì trong cung đình lại ngũ phương, đông tây nam bắc và phương giữa, còn tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Mà địa vị của ông vua ngồi thuộc về thổ, thổ thuộc màu vàng. Cho nên ngũ hành lại năm lại, kim mộc thủy hỏa thổ. Và lại năm lại đó là tượng trưng cho năm năm phương, đông nam tây bắc và phương giữa. Mà phương giữa là chỗ ngồi của ông vua, phải không? Mà ông vua là mặc màu vàng, mà màu vàng là màu của đất, của thổ. Nó trong ngũ hành thì ông vua thuộc về thổ.
kim mộc thủy hỏa thổ, cho nên lại năm lại. Rồi giờ giải quyết được cái lại năm lại. Người chết chưa chôn lại hai lại. Xin thầy nói rõ cho con biết tại sao người chết chưa chôn lại hai lại. Bởi vì cái người đó đã chết là thuộc về người âm, nhưng mà họ chưa thật sự rời khỏi thế gian này, thân xác họ còn đây, cho nên họ còn dính dáng chút dương. Cho nên hai lại đó là âm dương. Nếu đi chôn hẳn thì họ đã rời khỏi rồi, họ không còn trên dương thế. Còn lần này họ chết, họ mới chết đây, họ còn quá nóng hổi mà, thì họ còn nằm đây. Thì mình tới mình thăm họ bằng cách là mình thăm một người chết, nhưng mà thật sự họ còn đây. Cho nên hai lễ đó tượng trưng cho âm dương. Giống như là chết rồi luộc cái trứng gà để đến đầu vậy đó. Tại sao không cái để cái khác mà để cái trứng gà? Bởi vì khi cái trứng gà mình luộc lên đó, thì nó có hai màu. Màu trắng là dương, trồng đỏ là ấm. Để cái trồng đỏ trứng gà, cái trứng gà trên chén cơm là tượng trưng cho người chết này là giao thoa giữa âm dương. Thứ ba, kính bạch thầy, chùa là danh từ riêng của Phật giáo hay sao, và tại sao gọi chùa chiền? Thưa đại chúng, trước hết nói chữ chùa. Chữ chùa là mình nói trại. Đúng ra mình phải phát âm là trù. Bởi vì chữ trù á là tượng trưng cho cái bếp. Mà nhà của mình á, nói nếu nói lên sự ấm êm, sự ấm êm đầm ấm của một gia đình, thì chúng ta phải nói đến cái gì? Cái bếp. Tại vì cái bếp mà còn nấu nướng, nghĩa là người đó còn, người nhà đó còn ăn chung mâm với nhau và ngồi lại. Cho nên người Việt, cái người Á Đông chúng ta nói tới cái bếp là nói đến sự đầm ấm trong gia đình. Cũng như thế, nói đến sự yên tĩnh thì chúng ta phải nói đến cái chùa. Cho nên trù người ta nghĩ đến, nói đến cái bếp, và người ta cũng nghĩ đến cái sự gọi là yên ấm, yên tĩnh, thì người ta nghĩ đến chùa. Cho nên chùa gọi là trù, mà chúng ta gọi trại là chùa. Bây giờ Pháp Hòa nói vài chữ mà chúng ta gọi trại nha. Tiếng Hán á, người ta kêu là trảm. Trảm là gì? Là chém. Đúng ra chúng ta cũng phải kêu là chữ chém, là trảm đó, nhưng mà tự nhiên mình nói trại ra thành chữ chém. Nhưng mà chém này từ đâu? Từ cái chữ trảm mà ra. Quý vị thấy được một chữ đó không? Lẽ ra chúng ta kêu là trảm, nhưng mà chúng ta nói thành chém, là nói trại. Chữ thứ hai, lẽ ra chúng ta phải nói là ăn trai, nhưng chúng ta lại nói trại ra là thành gì? Ăn chay. Và khi mà chúng ta nói là ăn chay, nhưng mà khi mà chúng ta nói đến những cái danh từ mà chuyên môn thì không thể nói là cúng chay, mà phải nói cúng trai, như là trai tăng. Hôm nay cúng trai tăng. Trai tăng là gì? Là một bữa trai, một bữa cơm trai để cúng dường chư tăng thì kêu là trai tăng. Mà chữ tăng là có ni trống á, chứ mấy cô sư cô nghe nó thôi cúng tăng mà tuôn lên. Bởi vì chữ tăng là danh từ chung cho đoàn thể của đệ tử Phật sống hòa hợp, cho nên chữ tăng là danh từ chung, ni cũng là tăng. Mình gọi tăng ni là mình gọi dư, gọi để mà cho phân biệt chữ nghĩa vậy thôi, chứ còn chữ tăng là đã đủ rồi. Cho nên cái chữ chúng ta gọi trại là từ chữ trai chúng ta kêu trai, từ chữ trảm chúng ta kêu chém, không, từ chữ trù chúng ta gọi chùa. Như vậy thì chữ chùa là trù để nói lên cái nơi yên ấm êm ả. Bước vô nhà mà bếp nhà còn nổi lên thì biết nhà này còn im ấm, người nhà chưa bỏ đi. Mà hễ mà muốn nói lên cái nhà đó mà vắng vẻ thì ta nói sao? Bếp lạnh, canh nguội. Ta nói lên cái sự nhà đình đó hết còn hạnh phúc. Đến cái chữ chiền. Cái chữ chiền á, là chúng ta gọi trại từ cái chữ triền.
Tiếng Hán chữ triền á, nghĩa là chỗ người dân ở. Và cái chữ chùa á, nó có nghĩa là chữ trù. Cho nên đúng gọi là chúng ta kêu là trù triền. Chỗ yên ấm và để cho người dân được nương tựa. Cho nên gọi là trù triền. Bây giờ chúng ta gọi trại ra là chùa triền. Cái chữ triền trong tiếng Hán á, nghĩa là người, chỗ người dân ở. Vậy thì có nhiều người thì giải thích khác, nói là chùa chiền là gì biết không, chuyền hết người này tới chuyền người kia. Cái đó mình nói cái ý thôi chứ đâu phải chữ chuyền hay là chữ truyền, nó là chữ chiền. Từ cái chữ tiếng Hán là triền, triền nghĩa là nơi người dân ở. Và bây giờ chúng ta gọi là chùa chiền thì thôi, bây giờ giải thích đơn giản là chùa chiền là gì? Là nơi yên ấm, tịnh, thanh tịnh, để cho tất cả mọi người ở nương tựa, trong đó có tất cả mọi người, và chúng ta thường gọi là chỗ ở của người dân. Vậy hiểu chữ chùa chiền không? À, hết giờ rồi. Con có cháu gái năm nay khoảng 30 tuổi, tánh tình rất nóng nảy, gần như lúc nào cũng có cục lửa sân chờ sẵn. Hễ nghe ai nói không vừa ý là sân lên, kể cả mẹ của cháu cũng không chừa, la quát mắng nói những lời nói khó nghe. Thậm chí có những lần gặp con giải thích cho cháu nghe thì biết lỗi lúc đó và hứa sẽ sửa đổi, nhưng chừng 4 hoặc 5 ngày là tái phạm. Cứ như thế mẹ của cháu rất đau khổ và nhờ con hỏi thầy có cách nào để làm cho cháu giảm bớt cơn nóng giận trong người lúc nào cũng trực sẵn. Cảm ơn thầy nhiều. Mẹ của cháu là người rất hiền hậu đảm đang và lúc nào cũng nghĩ và thương cháu. Giờ thầy có cách nào ngoài ướp nước đá? Có nhiều khi á, mình, cái người ta ở trong một cái môi trường, ở một cái môi trường mà làm cho người ta dễ nóng giận, và cái nóng giận đó người ta tưới tẩm nó mỗi ngày. Như hồi nãy Pháp Hòa có thưa vậy đó, cái nỗi buồn mình cứ tưới tẩm mỗi ngày. Cô Kiều á, cổ đi vô trong cái chỗ thanh minh á, cổ gặp những cái mã của người khác, đạm tiên đồ mắt mới tới cổ. Vậy mà cổ điên vòng, cổ thấy, cổ đọc cái cổ khóc sướt mướt theo. Mình tưới tẩm cái hạt giống đứt ruột, đau khổ trong người mình. Ở đây cũng vậy. Có nhiều khi một con người đó đã tưới tẩm quá nhiều cái hạt giống sân hận, khổ đau. Bây giờ mình thay vì mình tìm cách mình đối trị á, thì mình phải chấp nhận ôm ấp người này như là một người con đau khổ của mình. Và chính mình cái sự ôm ấp đau, ôm ấp họ, chấp nhận họ. Và lúc những lúc như vậy mình chỉ biết im lặng và chờ họ nguội, thì một lúc nào đó họ sẽ phản tỉnh. Bây giờ mình chưa thấy, nhưng mà con người ai cũng có những cái mình phải tin. Đã con người có những cái nóng giận thì cũng phải có những lúc hiền lành. Bằng chứng là khuyên thì biết lỗi được 4-5 ngày đó. Như vậy là rõ ràng người này cũng có cái sự phục lỗi, phục lại cái lỗi lầm của mình, nhưng mà chưa được thuần thục lâu dài thôi. Và mình muốn đổ một người á, người ta đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi sự nhẫn nại. Thưa đại chúng, đừng có nói con mình, thậm chí chồng mình, vợ mình, người mà mình quen mấy năm trời trước khi mình chấp nhận cưới, vậy mà về ở với nhau vẫn đau khổ như thường. Tại vì lúc gặp nhau trong 4-5 năm đó thấy toàn cái tốt không à. Người đó chỉ hiện ra những cái tốt cho mình thấy thôi. Và khi mình về sống chung rồi, bao nhiêu cái tật của người đó bắt đầu bây giờ nó xì ra. Rác mà 4-5 ngày đầu nó chưa hôi đâu, chừng ngày thứ 6, thứ 7 nó bắt đầu bốc mùi. Rồi mình mua thùng sắt, mình đẩy rồi lên. Nó không hôi kiểu này, nó hôi kiểu khác. Không lẽ giờ có rác không mở thùng ra bỏ vô, mà bỏ miếng rác mới thì lại ngửi cái miếng rác cũ. Cho nên không người nào mà không có thùng rác.
Mà cái quan trọng là cái sự nhẫn nại của chúng ta chấp nhận người đó. Bởi vì chúng ta là cha, là mẹ, là người thân mà chúng ta chưa chấp nhận được họ thì ai sẽ chấp nhận? Cho nên cái điều tiên quyết mình phải làm là ôm ấp họ, chấp nhận họ. Và sự nhẫn nại của mình chính là cái nước đá, chính là những nhành dương nước tịnh để từ từ dập tắt cái lửa sân hận của người kia. Và mình biết người này sân hận như vậy cho nên mình cố gắng giảm nói những gì mà làm cho người đó dễ nổi giận. Mình phải giúp người đó là một người đang bệnh. Chứ không phải là họ là người khỏe đâu, họ là người đang bệnh. Mà đã là bệnh rồi thì dễ nổi quạo lắm. Cho nên mình biết họ phật lửa anytime, thì nhớ trong nhà chỗ nào có bình xăng dẹp cất bớt để lửa nó đừng phật. Hồi đó Pháp Hòa có nuôi một cái anh bệnh tâm thần 11 năm. Thì thầy viện chủ thầy đem cái anh này về. Nhưng mà mình đệ tử trong chùa thì mình phải thay thầy chăm sóc. 11 năm trời Pháp Hòa theo đuổi nuôi một người bệnh tâm thần. Mỗi một lần mà ảnh lên cơn á, là Pháp Hòa không có ngủ được, phải thức đi theo. Và giao trong chùa là phải đem cất hết. Tại sợ nửa đêm mà ảnh bậy bạ làm sao. Mỗi một lần mà ảnh lên bệnh như vậy á, là ảnh bắt Pháp Hòa ngồi kế bên gãi lưng cho ngủ. Đi vệ sinh xong rồi không chùi rửa gì hết, Pháp Hòa là người vô chùi rửa. Rồi mỗi lúc ghẻ bệnh của ảnh lung tung trong phòng, trong nhà vệ sinh, ảnh đi tới đâu là Pháp Hòa phải đem thuốc tẩy vô tẩy tới đó. 11 năm trường như vậy, thuốc bệnh không uống, đem đổ trong cống hết. Rồi tới hồi mà nó nghẹt cống thụt lên trở lại, thuốc của ảnh không. Ban đêm á, 5 giờ sáng, 5 giờ sáng giờ mình thức tụng kinh á, là giờ ảnh ăn buổi chiều, ảnh ăn chiều đó. Rồi là ảnh vô ảnh ngủ. Ngủ từ 6 giờ sáng ngủ cho tới 10 giờ đêm mình đi ngủ là ảnh thức, ảnh ăn điểm tâm. Ảnh thức từ 10 giờ đêm tới 5 giờ sáng ăn 3 chập. Mà ăn xong là tô dĩa để đầy phòng hết. Rồi Pháp Hòa cứ chờ mỗi lần ảnh đi, thì Pháp Hòa mang bao tay vô trong phòng rửa dọn chùi rửa thay ra đồ cho ảnh. 11 năm như vậy. Đâu có bà con gì mình đâu, không có dính dáng gì hết á. Không? Nhưng mà thương thì phải chịu. Bây giờ con mình á, mình phải thương họ, họ là người bệnh, bệnh tâm khổ hơn bệnh thân. Cái người bệnh tâm nó khổ lắm là tại vì họ không control được họ. Mà khi họ nói xong đôi lúc họ cũng hối hận chứ, nhưng mà giờ tự ái quá xin lỗi không được. Có nhiều người giận thì dễ mà kêu xin lỗi thì khó. Thôi thì bây giờ nói tóm lại, độ chúng sanh không phải dễ. Nội cái chúng sanh của chính mình đây nè, mà độ còn trầy di tróc dãy. Có lúc nó sân quá, mình biểu nó đừng sân, nó không được, tôi phải làm một trận cho ra lẹ. Lẽ đâu không thấy nó nát bét hết trơn. Thôi thì bây giờ tóm lại là như vậy. Quý vị cố gắng nhẫn nại, ôm ấp người đó, để người đó có cơ hội chuyển hóa. Và nếu quý vị tin vào sự mầu nhiệm của gia lực, quý vị mỗi ngày lấy một ly nước, gửi năng lượng từ bi của mình vô đó, rồi để đâu đó cho người đó uống. Mỗi ngày đều đặn như vậy, bằng cái tâm lực lành thiện của mình, sẽ có ngày mình chuyển được người đó. Phải tin cái đó. Thôi bây giờ mình cũng đã 9 giờ rưỡi rồi. Pháp Hòa giải thích cũng hầu gần hết các cái câu hỏi. Thì nếu có câu nào còn sót lại, chắc mong đại chúng hoan hỷ. Bởi vì chúng ta đã hết giờ, thì để lâu nữa thì sẽ tối lắm, quý vị sẽ đi về rất khuya và ngày mai sẽ rất mệt. Thì trước khi chúng ta chấm dứt, lời cuối là trước hết là con xin tri ân thầy trụ trì, ban hộ tự của chùa Khải Tường đã nhọc công nhọc sức tổ chức 2 ngày tu học cho chúng con ở đây, thật là đầy đủ, từ những bữa ăn, những bữa tụng kinh cho đến những bữa pháp. Và con cũng xin thành kính niệm ơn đại chúng đã không quản ngại đường xa
mệt nhọc sau 5 ngày đi làm, quý vị đã dành trọn 2 ngày này cho Pháp Hòa được thăm quý vị, và Pháp Hòa được chia sẻ những gì Pháp Hòa học hỏi được với quý vị. Và trong khi chia sẻ thì chắc chắn sẽ có nhiều cái điều sơ sót, mong đại chúng bỏ qua cho nếu có những gì sơ sót. Kính chúc đại chúng và gia đình thân tâm an lạc, hạnh phúc và tinh tấn tu học. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được đến Vancouver thăm quý vị một lần nữa là do một cái duyên lành. Đó là ngày do gia đình Phật tử Huỳnh Thị Ni, pháp danh là Quảng Nguyện, năm nay thọ 70 tuổi. Thì gia đình các con cái muốn báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mà tổ chức một ngày lễ thọ bằng cách là thỉnh quý thầy, quý sư cô, đại chúng để thiết lễ trai tăng, đãi một bữa cơm chay thân mật để tạo cái duyên phước lành, hồi hướng công đức, cầu nguyện cho mẫu thân được khỏe mạnh, an vui. Vì vậy chúng ta mới được có cơ hội. Và quý vị đó không có phải thỉnh quý thầy ở xa xôi đến để rồi tự lợi cho mình, mà còn nghĩ đến cái lợi cho người khác. Cho nên Pháp Hòa được biết là đã mướn cái hội trường này trong suốt 5 ngày để thỉnh quý thầy nói Phật Pháp cho quý vị nghe. Thì đó là một cái tinh thần cao quý, mà đúng là cái hạnh nguyện của người Phật tử. Tức là khi mình làm cái gì thì mình phải đặt cái lợi của tất cả mọi người lên trên, mình mới là thứ kế. Vậy đó là tinh thần của Bồ Tát, mà trong nhà Phật gọi là tự lợi và lợi tha. Tức là tự lợi, tức là mình được cái phần lợi lạc cho mình, nhưng mình không có an hưởng cái đó, mà mình sẵn sàng, mình mang tất cả những cái gì mình có được, mình chia sẻ với tất cả mọi người. Và vì mình sống được như vậy, cho nên luôn luôn mình có thêm được nhiều những cái niềm vui, những cái tình thương, những cái sự quan tâm của mình đối với tất cả, được về mình, đối với tất cả những người khác. Và tối hôm nay là buổi nói chuyện đầu tiên của Pháp Hòa. Pháp Hòa xin sám hối với đại chúng là để quý vị chờ lâu. Lý do là vì cứ tưởng là có người về đón, cứ ngồi thiền ở nhà chờ. Chờ hoài thấy không thấy, mà thấy hết giờ là phải mở mắt đi kiếm phone gọi. Thành thử tới trễ, đại chúng ngồi lâu, xin quý vị hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, ở trong nhà Phật, người đệ tử của Phật dù là xuất gia hay là người tại gia thì phải luôn luôn tâm tâm niệm niệm là mình học Phật Pháp, rồi mình mang Phật Pháp mình hướng dẫn cho tất cả mọi người, mà chúng ta thường gọi là trên cầu Phật đạo, dưới độ cho mọi người. Mà cái bổn hoài, cái nhiệm vụ của người tu, người tu đây không nhất thiết phải là người xuất gia, mà tất cả chúng ta dù tại gia, xuất gia đều phải có cái bổn phận là đem Phật Pháp truyền bá cho mọi người. Còn nếu mình đi tu mà vì bất cứ cái gì, thí dụ như là danh lợi, tiền tài, tất cả những cái đó nó không có dưỡng được cái tâm tình của người tu, nó không có dưỡng được cái chí nguyện cũng như cái con đường của người tu đến nơi đến chốn. Mà nếu mà có cái đó đi nữa mà người ta có hộ trì cho mình thời gian, cái tự nhiên nó hết. Tại vì người ta đi tới với mình là để người ta cầu cái giáo pháp. Thành thử quý vị đến với một người tu sĩ là quý vị đến bằng cái sự tu học của vị xuất gia đó, người tu đó, chứ không phải tới bằng cái danh lợi. Tại vì danh lợi thế gian mình có nhiều, mình đi tìm cầu Phật Pháp cho nên mình mới tìm tới chùa, mình mới tìm tới quý thầy, quý cô để mình học hỏi. Cho nên ở trong cái tinh thần tự lợi, lợi tha là vậy, tự giác, giác tha là vậy. Mà cái bổn phận của người đi xuất gia
là phải học hỏi Phật pháp rồi đem truyền dạy, truyền lại cho tất cả mọi người theo cái hiểu của mình, theo cái tu của mình. Dĩ nhiên là ai có cái phước, ai có cái duyên được học Phật pháp, có căn bản, có cái sự trên dưới thứ lớp, thì khi diễn giảng ra thì nó có một cái sự thứ lớp và có bài bản. Còn như Pháp Hòa đó, thì Pháp Hòa học làm sao, tu làm sao thì nói lại cho quý vị nghe như vậy. Bởi vì cái hoàn cảnh của chúng ta ở đây là không có trường, không có lớp, và tất cả mỗi một người xuất gia ở hải ngoại này phải nỗ lực rất nhiều, từ cái công việc chùa chiền hành đạo cho đến cái chữ tu học, thì mới được có cái sự tiến bộ rồi đem hướng dẫn cho Phật tử. Thành thử ra cái nỗ lực của người xuất gia ở nước ngoài rất là lớn. Và quý vị đi, quý vị ở đây bao nhiêu năm, quý vị thấy quý thầy, quý sư cô ở tại trú xứ này, quý thầy, quý cô cũng rất là cực để điều hành, lo lắng cái việc chùa. Rồi bên cạnh đó phải nghiên cứu kinh điển, học hỏi giáo pháp để hướng dẫn lại cho đại chúng. Cho nên á, mình ngồi đây mà mình nghe pháp á, là mình nghe xong mình nghĩ là ô, mình nghe được lợi cho mình. Nhưng mà xin thưa, trong khi mình ngồi nghe đây, mình cũng đang làm lợi cho người khác. Tại sao vậy? Tại vì khi mình nghe, mình hiểu, mình ứng dụng, mình thực hành, mình tốt, mình tu rồi, thì tự nhiên mình về nhà, mình ứng dụng cái sống đó với mọi người xung quanh, tự nhiên mọi người xung quanh cũng có lợi. Cho nên ngồi đây mà nghe là tự lợi, mà trong khi tự lợi cũng có phần lợi tha, phải không? Giống như ngày xưa mà người ta nói, ở trong thư, ở trong sách vở có người đẹp, trong sách vở có người đẹp. Hồi xưa người ta muốn nhắc vậy để cho các cái người mà các cái người mà đi thi, đi học á, đừng có nghĩ tới cái chuyện mà nữ sắc, đừng có nghĩ tới chuyện trai gái, mà phải cố gắng học hành. Khi mình thành tài, mình đỗ đạt rồi á, thì tự nhiên sẽ có người đẹp tới với mình. Nhắc nhở như vậy. Và ở đây á, Pháp Hòa muốn nói cho đại chúng là khi mình ngồi đây mình nghe pháp thì mình nghĩ mình tự lợi, nhưng mà thật sự trong khi mình tự lợi có phần lợi tha. Cũng giống như mình tụng một thời kinh, tụng một thời kinh, chữ nghĩa, ý nghĩa trong đó mình thấm, nhưng mà trong khi đó những người ngồi xung quanh mình cũng được thấm những lời kinh của mình. Cho nên mình tụng một thời kinh có âm điệu, tụng một thời kinh hết lòng, tụng một thời kinh mà thiết tha, thì trong khi mình tụng kinh mình cũng đang thuyết pháp. Vì có những người, người ta đến chùa, hồi nào giờ người ta không có đến chùa, và tự nhiên bữa đó do một cái cơ duyên nào đó, có thể vì bạn bè rủ, hoặc bữa đó người đó có một cái chuyện gì đó buồn, đi vô chùa cái tự nhiên nghe mình tụng thời kinh xong, cái gì đó phát tâm tu, phát tâm hiểu đạo. Quý vị có nhớ và kể câu chuyện cái anh đó, anh chuyên môn đi vô trong chùa, anh ăn cắp đồ trong chùa. Bữa nọ anh đang lui cui, anh gom lư hương, gom chân đèn, thầy trụ trì đắp y lên tới, ảnh bí thế quá, ảnh biết chạy đâu, chùi với bàn thờ anh núp vô. Thì trong khi mà thầy trụ trì lên tụng thời kinh, thầy tụng mà cái bài sám hối của thầy nghe nó tha thiết quá. Chúng con đồng đến trước Phật đài, tâm thành đảnh lễ mười phương Phật. Tất cả Bồ Tát trong ba đời, thanh văn bích chi chúng hiền thánh, đồng đến chứng minh con phát lộ. Tụng xong thời kinh rồi, thầy chui ra, ổng chui ra, nói bạch hòa thượng, con đây. Hỏi con đây làm gì dưới? Dạ chùa thường mất đồ là của con, con gom. Giờ con nghe hòa thượng tụng thời kinh rồi, con ăn năn quá, bây giờ con hiểu rồi, bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Thôi hòa thượng cho con xin quy y. Hòa thượng có cơ hội rồi, vô đây thầy quy y cho con. Quỳ xuống đi con. Cầm cái dùi lên, mà không phải cái dùi bé lớn đâu, cái dùi chuông ở trong chùa nó to lắm. Con phải chắp tay thành tâm sám hối nghe con. Dạ. Ông thầy gõ trên đầu cái bốp, quy y Phật đừng ăn cắp nghe con. Cũng chắp tay ráng nghe.
ảnh đau lắm nhưng mà ảnh tưởng cái đó là cái nghi lễ quy y. Ông thầy dỗ cái bóp. Thứ hai, quy y pháp đừng ăn trộm nghe con. Gõ cái thứ ba, quy y tăng đừng chà đồ nhôm nghe con. Chà đồ nhôm là chôm đồ nhà, chôm đồ chùa. Rồi thì sau ba lần quy y, ảnh xiển niễn nhưng mà tại thành tâm quá, sám hối mà. Về tới nhà có tự nhiên hiền khô. Hiền khô là biết sao không? Tại hết xíu quách. Bị đập ba dùi đó. Về tới nhà hiền quá. Bữa đó thường ngày vợ nói một câu là ảnh nạt nộ. Bữa đó bà vợ nói gì ảnh cũng hiền. Ảnh ừ, ảnh hử không, bị nó như vậy nè, lắc lư. Xong rồi cái thì bà vợ nói bữa nay xong hiền gì không? Nói, bà đừng hỏi, bữa nay tôi tu. Hỏi tu thì sao? Anh mới kể hết tự sự ra. Bà vợ nói vậy hả anh? Trời ơi, hòa thượng nào mà đức độ vậy? Ông chồng tôi là khủng khiếp lắm mà độ được ông chồng tôi. Thôi anh dẫn em lên chùa để em quy y luôn. Ông nói thôi bà ơi, cỡ tôi tam quy chịu nổi. Bà nhất quy đi luôn. Tức là một vui cũng xong rồi. Thưa đại chúng là ở trong nhà chùa mình có nhiều cái cách độ người, có thân giáo, có khẩu giáo, có ý giáo. Cho nên một người đệ tử Phật á, mình độ người bằng ba cách: mình thuyết pháp cho người ta nghe, mình nói đạo cho người ta nghe. Nhưng mà cái quan trọng là mình, cách sống của mình. Cái cách mình sống để người ta thấy được ở nơi mình có thực chất của người tu. Người ta kêu là organic á. Thường thường mấy cái bio đó, nhiều mắc tiền lắm. Phải không? Mình đi vô trong Safeway mua thức ăn mà bio nó kêu là organic vegetable, mắc tiền lắm. Tức là mình không có bị pha chất. Cho mình cái quan trọng á. Bởi cho nên Pháp Hòa đi đâu Pháp Hòa cũng nhắc hoài cái câu là Phật Pháp cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp dễ hay đâu. Nay con nghe thấy xin vân giữ. Cái câu cuối cùng mới quan trọng đó. Nghe là thấy, nghe rồi nè, thấy là cũng thấy rồi, mà cái quan trọng là có vân giữ hay không. Chừng đó mới nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Mà cái câu tiếng Hán quý vị thường tụng đó: ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Chứ mình phải làm sao mình ứng dụng. Rồi từ cái nơi thân khẩu của mình là một bài thuyết pháp, là một bài thuyết pháp. Cho nên á, ở trong kinh á, có đưa ra ba cái lợi ích của người nghe pháp. Có là gì? Đó là văn thời ích, tu hành thời ích, chuyển thời ích. Nghe có lợi, nghe là có lợi. Cho nên khi nào mình mà nghe được một cái câu Phật Pháp, một cái lời lành đó, thì cái lời lành đó nó giúp cho chúng ta tu hành, nó giúp cho chúng ta chuyển hóa. Cho nên ba lợi ích của người nghe pháp là gì? Văn thời ích, tu thời ích, nghĩa là hành đó, hành thời ích, và cái cuối cùng là chuyển thời ích. Chuyển tức là mình chuyển hóa. Khi mình, con người mình tu mà có chuyển hóa là tốt. Tu mà có chuyển hóa. Ngày xưa mình giữ, tu rồi mình hiền. Nhưng mà có nhiều khi mình chuyển ngược. Hồi xưa mình hiền, càng tu càng giữ. Phải không? Thành thử ra có nhiều khi vậy. Cho nên rồi nhiều Phật tử họ mới sơ cơ, họ bước vô chùa, họ nói tôi muốn đi chùa, mà vô gặp cái bà Phật tử thuần thành đó, cái tôi rùng mình tôi đi ra. Thật là nguy hiểm. Cho nên tu là chuyển. Phải không? Chuyển như thế nào mà coi chừng. Phải không? Trí tuệ lộn ngược. Phật có nói ba thứ trí tuệ, trong đó có một thứ trí tuệ lộn ngược. Thay vì mình phải đưa cái trí tuệ đó trở vào trong con người mình, thì mình lại ngược lại, mình lật cho nó ra ngoài. Nguy hiểm. Cho nên mình, đó là lý do tại sao Phật cứ nhắc chúng ta hoài: văn tư tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ.
Sau khi mà suy nghĩ rõ ràng rồi thì chúng ta ứng dụng, chúng ta tu. Thì hôm nay trong cái phần tự lợi lợi tha, và đặc biệt là ngày hôm nay, Pháp Hòa rất là không ngờ là ở trong hội trường quý vị đông đảo như vậy. Bởi vì Pháp Hòa nghĩ hôm nay là ngày thứ 6 nè, quý vị ngày hôm qua đi làm mệt nè, ngày hôm nay được nghỉ nè, chắc là có người đi chơi xa, có người đi coi nhạc, vân vân. Nhưng mà quý vị cũng để thì giờ quý báu đến đây để tham dự cái buổi này. Thì Pháp Hòa mới trích một phẩm ở trong cái hạnh của Bồ Tát. Chúng ta có một quyển kinh tên là U Bà Tắc Giới Kinh, tức là kinh nói về hạnh đức của một vị Bồ Tát tại gia. Thì Pháp Hòa trích một phẩm trong đó. Thì cái phẩm này nói về cái gì? Cái phẩm này á, nói về 16 việc của một người nói pháp và 16 việc của một người nghe pháp. Trong kinh có nói như thế này về cái phần tự lợi. Quý vị biết là khi mình học thì mình vừa học xong là mình đã có tự lợi rồi, nhưng mà cái lợi đó chưa đủ, rồi mình đem ra mình nói cho người khác nghe thì nó truyền bá cái lợi đó ra rất là nhiều. Pháp Hòa nói giống như hôm nay quý vị ngồi đây nghe buổi này tiếng đồng hồ xong thì sau đó thì cái cuộn băng được thâu ra rồi thì truyền đi hết. Mà chẳng những mình truyền ở nước ngoài mà còn truyền về tới Việt Nam, mà Việt Nam là lợi còn hơn nữa, tại vì người nghe pháp được lợi lạc, mà những người sang băng dĩa bán cũng có lợi, 5.000 dĩa. Thành thử ra mình đang ngồi đây là mình tự lợi, nhưng mà sau buổi này rồi là mình lợi tha lớn lắm. Rồi lâu lâu cái người ta đổi tựa nữa. Pháp Hòa có cái bài nói chuyện gọi là bốn loại thức ăn. Lâu lâu người ta đổi tựa, người ta nói bốn loại thức ăn thầy Pháp Hòa thích. Có nhiều Phật tử nói cha không biết ông thầy Pháp Hòa ông thích cái gì đâu, đây mình về mình nghe thử coi. Mua về thấy cái dĩa cũ, nhưng mà ăn năn thì việc đã rồi. Thì hôm nay Pháp Hòa trích một phẩm ở trong U Bà Tắc Giới Kinh. Gần đây Pháp Hòa hay giới thiệu quyển kinh đó cho quý Phật tử nghe. Thì Hòa trích một phẩm tự lợi lợi tha. Thì Đức Phật dạy 16 việc của một người nói pháp. Thứ nhất, một là nói đúng thời. Nói đúng thời là sao? Nói đúng thời có nghĩa là ở nơi nào người ta có tâm cầu mình mới nói. Bởi vì pháp không có đi nói, người ta không có tâm cầu thì mình có nói người ta không có nghe. Thành thử ra người ta có lời cầu thì mình mới nói. Chẳng hạn như học trò có đến lớp, đến trường thì ông thầy mới dạy, mà dù chỉ một người cũng nói. Ngày xưa ở Việt Nam ta có cố hòa thượng, đó là ngài Thiện Hoa. Và Pháp Hòa thường nghe quý hòa thượng kể là cố hòa thượng rất là kiên trì với cái chí nguyện hoằng pháp, dù chỉ một người mà có tâm cầu học hòa thượng vẫn dạy. Thì quý vị biết hồi đó Pháp Hòa về Edmonton đi xuất gia thì thầy viện chủ với Pháp Hòa ở đó lập cái chùa nhỏ nhỏ lên, tổ chức bát quan trai, có 5 người đi thọ bát quan trai, thậm chí có 3 người, nhưng mà vẫn làm. 3 người vẫn tu, 5 người vẫn tu. Đến năm 1992, Pháp Hòa mở lớp dạy cho người Mỹ. Thì Pháp Hòa đầu tiên cái lớp đó là do họ mời Pháp Hòa đến một cái thành phố kế bên mỗi tuần để giảng cho cái lớp. Và họ có một cái nhóm không phải Phật giáo, nhưng mà cái nhóm đó nó chuyên môn ăn chay, nó gọi là Veggie Group. Thì cái nhóm này á, là mỗi tháng họ tụ họp một lần, mỗi người nấu một món đồ chay thôi nha, rồi chia sẻ với nhau và khuyến khích với nhau ăn chay. Người Mỹ thì mỗi tháng họ mời qua tới một lần. Đi đâu được vài lần thì xa quá nó cực, họ mới nói thôi bây giờ thầy tổ chức cái chùa đi. Họ kêu đến, họ cũng làm rầm rộ lắm, cái từ từ riết còn đứa.
chắc có lẽ mình giảng hay quá, tù sổng trứng hết trơn. Thế thì còn một người nhưng mà vẫn dạy. Cái anh Tây Phương đó, một mình ảnh mà mỗi tuần ảnh mỗi tới Pháp Hòa vẫn làm. Năm 97 khi dọn qua chùa mới rồi, mở lớp lại lần nữa. Cái ngày đầu tiên Pháp Hòa nhớ có 5 người thôi. Rồi từ từ họ rủ bạn bè, họ đăng báo giùm mình, họ làm, họ rải những cái tờ giấy giới thiệu lớp học Phật Pháp. Mà cái lớp đó từ năm 97 đến bây giờ là 2011 vẫn còn duy trì. Đây hôm nay là thứ 6 phải không? Giờ này chúng ta đang ngồi đây thì ở bên kia các chú cũng đang lo lớp cho người Tây Phương. Và họ đã thành ra một nhóm. Và mỗi tháng họ đi tu học một ngày, từ sáng cho tới chiều, từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Mỗi tuần thứ 6 về tu riêng, nhưng mỗi tháng phải có ngày tu học. Có nhiều khi đâu có đông đâu, có nhiều khi có 10 người, 15 người mà vẫn làm. Bởi vì sao? Bởi vì Pháp Hòa nghĩ rằng mình, cái bổn phận của mình là người nói, người đi hướng dẫn người ta tu cái gì mình biết. Mà người có lòng người ta đến, không vì những người không đi mà mình lại quên cái người có mặt. Mà nhiều khi mình lại hay thôi thôi bữa nay ít quá thôi miễn. Thì có một lần Pháp Hòa nhớ, có nhiều lúc cái lớp thứ 7 của Phật tử Việt Nam lưa thưa thì Pháp Hòa cũng bỏ lớp. Nhưng mà thầy viện chủ thầy rày, thầy nói mình cái chương trình mình đã đề ra thì phải giữ, bao nhiêu người cũng phải làm. Và do cái lời rầy nhẹ của thầy như vậy mà Pháp Hòa vẫn tiếp tục. Cho nên 20 năm nay chưa hề, trừ khi nào đi vắng thôi, chứ còn ở tại chỗ thì mỗi thứ bảy phải có lớp cho Phật tử Việt Nam. Phật tử về công quả ông chùa đó, tối là bắt lên học Phật Pháp hết. Rồi tối thứ 6 cho người Mỹ, tối thứ 7 cho Việt Nam, sáng Chủ nhật công cộng. Mà người công cộng, buổi lễ công cộng có 45 phút nói Pháp. Thì những người Mỹ họ có đến, họ nghe cái, họ đeo cái headphone á, họ nghe mình thông dịch thẳng cho họ nghe luôn. Thì nhiều khi tùy tuần nhưng mà vẫn duy trì. Thì ý Pháp Hòa muốn nói đây á, cái quan trọng là cái tấm lòng của mình đối với Phật Pháp, đối với mọi người. Cho nên đúng thời là như thế nào? Đúng thời không phải là chỗ, cái nơi đó phải đông đảo, phải ca ngợi mình, không. Cái đúng thời là người ta nghe mà người ta hết lòng, và đúng lúc để chúng ta nói. Nhiều khi ở trong chùa hay nói giỡn với nhau mà, thì ví dụ như xong rồi ra ngồi ngoài công cái băng đá trước cửa chùa thì hỏi thêm Phật Pháp đồ, khi nói giờ này giờ thuyết pháp chợ đen. Tức là giờ mà nói giữa công hội chúng, nhưng mà có những lúc Phật tử ngồi đàm đạo nói chuyện, thì những lúc đó không phải là giảng mà chúng ta vấn đáp hỏi đạo với nhau đó. Thì người nói Pháp, một là phải nói đúng thời, thứ hai là nói một cách thành tâm. Nói cách thành tâm là sao? Nói hết lòng, nói không có giấu giếm. Nói mà nói trong lòng mình như thế nào thì mình nói ra như vậy. Vì sao? Vì khi mình nói hết lòng nó mới tuôn được cái chất thật ở trong mình. Nói hết lòng. Cái thứ ba là nói thứ lớp, trình bày có thứ tự mạch lạc để người ta dễ hiểu. Nói thứ lớp. Cái thứ bốn là nói hòa hợp. Nói hòa hợp có nghĩa là nói mà cái lời cho người ta nghe nó dễ chịu. Nhưng mà cái chỗ này Pháp Hòa cũng xin thưa là có đôi khi á, cái vị thầy nói đó, đôi lúc vô tình chứ không có cố ý dùng những cái từ mà mình nghe mình không nhận được, mình không chấp nhận được, mình nghĩ là cái từ đó nó không có phù hợp. Thí dụ vậy đó. Thì có những lúc mình nghe như vậy đó, thì bây giờ mình phải học thêm cái pháp của Phật dạy là thôi thì mình cứ y nghĩa mà bất y ngữ. Y nghĩa bất y ngữ có nghĩa là lấy cái nghĩa thôi, đừng có để ý cái lời nói. Cho nên nhiều khi ở trong đời cũng vậy, mình sống mình nghe cái vị thầy đó nói pháp,
Nhưng mà bây giờ mình thấy cái thầy đó hình như làm không có đúng. Trường hợp như vậy đó mà mình cứ nhắm vô cái hành động của vị kia hoài á, mình khổ. Mình khổ là mình phiền muộn. Cho nên phải học cái pháp của Phật là y pháp bất y nhân. Thôi mình nghe cái pháp, đừng để ý tới cái người. Tại vì Pháp Hòa xin thưa đại chúng là cái quan trọng là chúng ta phải có phần lợi lạc trong khi nghe. Đó, cho nên nãy giờ Pháp Hòa mới nói tới nó luôn cái chữ tự lợi mà Phật nói đó. Mình phải làm gì để mình tìm cái lợi lạc cho chính mình. Dĩ nhiên người kia có hành động để mình nhìn cái hành động mình học. Nhưng mà có trường hợp cái hành động chưa có, hay là mình chưa nhận được, chứ không phải là không có đâu. Nhiều khi mình đứng ở một cái khía cạnh nào đó mình nhìn chưa thấy, thì thôi mình y nghĩa bất y ngữ, hoặc là y pháp bất y nhân. Đó, để làm chi? Để mình lợi lạc cho mình. Đó, mà lợi lạc cho mình á. Cho nên mình nói, thí dụ mình nói hôm nay tôi đến tôi nghe thầy đó nói pháp, tôi nghe để thầy có lợi. Cũng đúng, nhưng mà trước hết là lợi cho mình. Cho quý vị thấy không, giới luật mà Phật dạy chúng ta ứng dụng, chúng ta tu là tu cho ai? Mình có giữ giới là mình lợi cho mình. Thí dụ giờ mình không ăn trộm thì mình đâu có lo người ta rình bắt mình chi, người ta dòm ngó mình làm gì, người ta coi thường mình, không có. Tôi không ăn trộm cắp cho nên tôi liền an lạc, giải thoát hạnh phúc giới đó. Cho nên cái chữ giới trong nhà Phật được dịch là gì? Là biệt biệt giải thoát. Anh giữ giới nào anh liền giải thoát giới đó. Cho nên trong năm giới anh thọ đi, anh nguyện giữ năm giới mà anh giữ chưa nổi, anh giữ một giới. Anh giữ bốn giới mà anh giữ chưa nổi, anh giữ ba giới. Anh giữ ba giới không được, anh giữ hai giới. Nhưng mà có còn hơn không? Có còn hơn không? Không có khổ. Nhưng mà mình nhớ mình nguyện đó rồi, mình chưa làm được, nhưng mà mình vẫn phải biết rằng mình đã nguyện, cho nên mình sẽ ráng làm. Cho nên cái nguyện á, cái nguyện là gì? Cái nguyện là cái lời hứa của mình. Nhưng mà cái nguyện nó khác với thề. Thề là nhiều khi người ta ép mình nói mà ta không tin á, cái mình tức quá mình thề. Nhưng mà trong nhà Phật á, nguyện là tự trong thâm tâm của mình nhận ra cái đó là hay thì chúng ta tự phát nguyện. Đó, cho nên á, chúng ta tu là chúng ta phải khuyến cho người ta phát. Cho nên chúng ta có cái danh từ là khuyến phát. Tại sao phải khuyến? Người ta không biết thì mình phải khuyến. Tâm người ta chưa phát, mình phải khuyến cho người ta phát. Cho nên Ngài Thật Hiền, Ngài có viết cái bài văn Phát Bồ Đề Tâm Văn, mà cái từ của Ngài dùng là gì? Khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn. Tức là cái bài văn khuyến người ta phát khởi tâm Bồ Đề. Đó, người ta chưa ăn chay được, khuyến khích người ta ăn đi. Ăn chay tự ái, tự tái vô biên, lòng thành cầu nguyện cửu huyền siêu thắng. Ăn chay để giải nghiệp căn, đem ngoài cầu nguyện cao thăng độ đời. Đó, nghe như vậy tự nhiên ăn rồi ăn sao? Tại ăn chưa được phải không? Thôi ăn ngày mùng 1 đi, coi như ăn nguyên năm. Đó là khuyến khích đó nha. Đừng tưởng vậy rồi ăn có ngày mùng 1 rồi mới khuyến khích. Nhưng mà ăn được một ngày rồi, ăn chay cũng không có khó ăn, ráng lâu lâu thêm được ngày nữa. Còn người nào mà ăn một ngày không nổi, khuyến người ta ăn nửa buổi. Như hồi sáng này ai mà tới đây giữ được cái buổi ăn được nửa ngày chay, phải không? Cho nên khuyến người ta, khuyến trong ép nha. Bố thí khuyến người ta, tâm ta chưa phát khuyến người ta. Nhưng mà khi tâm người ta phát rồi á, mình phải nhận diện, phải nuôi dưỡng. Mình tiếng Anh nó kêu là mình phải appreciate, tức là mình phải nhận diện những cái hay đó, mình cảm nhận, mình tán dương. Trời cho có năm trời. Cho gì mà có năm bạc vậy? Cái là tự nhiên tâm ta thối liền. Cho nên quý vị để ý cái đó. Mình khuyến người ta phát, khi tâm người ta phát rồi thì phải mừng. Người kia chưa hề phát mà hôm nay phát tâm được 5 đồng quý lắm. Phải không? Cho nên cái quan trọng á, cái quan trọng là mình phải gõ cửa trái tim người ta trước, trước khi mình gõ cửa nhà băng. Phải không? Nó có cái bài hát gõ cửa trái tim. Nhưng mà cái kiểu ngoài đời là one by one. Ta gõ một người kia, gõ người này gõ lại người kia. Còn mình á,
một lời khuyến khích của mình làm cho người ta phát khởi. Cho nên khuyến phát, người ta chưa biết mình khuyến, người ta chưa phát mình khuyến cho người ta phát. Người ta có mà ta không phát. Cho nên á, nói hết lòng, nói thứ lớp, nói hòa hợp. Thứ năm là nói có nghĩa lý. Nói có nghĩa lý là sao? Có nghĩa là mình nói mà phù hợp căn cơ, phù hợp đạo lý. Cho nên cái chữ kinh đó, đơn giản chữ kinh có hai nghĩa. Kinh nói cho đủ là khế kinh. Chữ kinh mà chúng ta thường nói là kinh này kinh kia, nói cho đủ là khế kinh. Khế là cái gì? Khế lý, khế cơ. Khế lý là hợp với đạo lý, cơ là hợp với căn cơ. Nếu mình nói hợp với lý mà không trùng, không đúng cái cơ người nghe thì là coi như trật lý. Bởi vì người ta lớp 5 mà mình đem toán lớp 12 mình dạy là trật rồi. Cho nên khế lý phải khế cơ. Vì vậy mà kinh nó được hai, trong kinh điển chứa phần hai nghĩa. Quý vị mới thấy trong kinh lúc nào cũng vậy, nói sự nói lý rõ ràng. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Ví dụ bây giờ người mình thiết lễ cúng cầu siêu, rót trà, người ta mới nói trời đất ơi, ai ở đó đâu mà uống mà rót. Không, cái rót trà là bày tỏ tấm lòng của người con đối với người mất, cha mẹ. Nhưng mà trong khi rót ly trà đó đó, đạo lý được chuyên chở. Chuyên chở làm sao? Lên non mới biết non cao thâm, xuống biển mới hay biển rộng sâu. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ cực khổ lo toan, đến bạc đầu tháng bài đó. Mình bảo con rót trà cúng mẹ, cúng cha. Nhưng mà trong khi rót ly trà đó, đạo lý mình chuyên vô đó. Nuôi con mới biết, lên non biết non cao thấp, xuống biển mới hay biển rộng sâu. Nuôi con biết ơn cha mẹ cực khổ lo toan, đến bạc đầu. Nghe vậy xong người con thấm. Và có nhiều khi người ta sống trong đời mà người ta chưa hề biết nghĩ tưởng tới ai, người ta đắm chìm trong cái con đường lợi danh, thì nghe những cái lời khuyến đó, phải không? Than ôi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Đạo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Cuộc đời tựa thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà mong. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Cái danh vọng mình càng cao thì phong ba bão táp càng lớn. Hiểu được như vậy để làm gì? Để sống trong đời có nhiều danh nhiều lợi thì cũng phải biết một chút khiêm cung. Vì mình có biết khiêm cung, biết lễ độ thì người ta cũng thương tình mình chút, vân vân. Vậy thì cái nghĩa lý ở trong nhà Phật là vậy. Cho nên quý vị biết á, nhiều khi quý thầy cũng hiểu được tâm lý Phật tử. Ngồi nghe pháp mà thầy cứ rỉ rá, thầy nói hoài, hồi thầy con chả cần biết thầy nói đúng nói sai, bắt đầu con gật đầu con đồng ý là bắt đầu ngủ. Phải không? Nhưng mà thầy thấy vậy cái bắt đầu thầy hát bài hát lên. Nhưng mà không, hát không có gì. Những cái câu hát đó nó có cái gì? Nó có cái tu học ở trong đó. Nó có cái tu học ở trong đó. Chứ mình nghe xong một câu đó, cái phấn chấn mình trở lại tỉnh giấc. Chứ nãy giờ mình đang liêm diêm, hồn về chính cõi. Nhưng mà nghe xong câu hát đó cái thì mình trở lại, mình tỉnh táo nghe tiếp. Đó là cái nghệ thuật. Phải không? Thành thử gọi là nghĩa lý. Cho nên trong này mới có một câu là nói vui vẻ. Nói hết lòng, nói thành tâm mà nói vui vẻ. Thứ bảy,
là nói tùy theo ý người nghe. Có nhiều khi ở nơi đó Phật tử đã yêu cầu, à hôm nay chúng con muốn nghe cái đề tài đó, thì mình nói. Có khi người ta viết giấy, giống như ngày Chủ nhật, tối Chủ nhật sẽ có một buổi vấn đáp. Quý vị có những cái thắc mắc, những cái gì mà liên hệ đến vấn đề tu học của mình trong đời sống hàng ngày đó, quý vị viết lên. Viết lên rồi ngày mai quý vị gửi lên đây, à, để vô cái chuông này nè. Xong rồi á, ngày mai Pháp Hòa sẽ nhận những cái câu hỏi chuẩn bị rồi, thì ngày Chủ nhật sẽ trả lời cho quý vị nghe. Tại vì nhiều khi á, cái nhu cầu mình muốn hiểu cái đó, mình hỏi được thì mình giải tỏa cái tự nhiên mình thăng, mình tiến tu. Có nhiều khi mình tu tới đó cái mình bị block. Như hôm rồi Pháp Hòa đi Cali gặp một em Phật tử còn trẻ lắm, có 25 tuổi à. Em có nói Pháp Hòa là con có một câu hỏi mà nó cứ vương vấn ở trong lòng 2 năm rưỡi rồi, mà con trông chờ con được gặp thầy để con hỏi. Bữa đó em hỏi xong rồi Pháp Hòa trả lời em thỏa mãn, vui vẻ. Và Pháp Hòa sau đó em phone em thăm, hỏi sao bữa thầy nói vậy có được không. Nói dạ thỏa mãn lắm. Chứ thôi 2 năm rưỡi nay thì cái câu hỏi đó nó cứ nằm ở trong lòng. Cho nên nhiều khi mình cứ nghe quý thầy nói, lâu lâu mình hỏi, phải không? Nói hỏi để làm gì? Để quý thầy nói hợp với cái gì mình mong muốn mình được biết. Cái thứ chín là gì? Nói mà không trách mắng người khác, tức là không trách mắng người nghe. Xin thưa với đại chúng là đối với bản thân Pháp Hòa thì hoàn toàn không có dám. Bởi vì Pháp Hòa thường thưa với đại chúng rằng những gì khi nào Pháp Hòa nghe ai đó giới thiệu mình một cách trang trọng, ví dụ như gọi thượng tọa, gọi giảng sư, pháp sư, sợ lắm. Bởi vì mình chưa dám. Mà những gì Pháp Hòa thưa với đại chúng là những gì trong lòng Pháp Hòa cảm nhận được trong khi mình tu, mình học, rồi đem cái học, cái hiểu đó chia sẻ với đại chúng. Cho nên Pháp Hòa hay thường tự nói với mình, mình giống như con cóc ngồi đáy giếng. Con cóc mà ngồi đáy giếng thì thấy trời được bao nhiêu, nhưng mà thấy con lộm đó thôi. Thấy con lộm đó thì nói con lộm đó, chứ không dám gọi là thuyết pháp, giảng kinh, chia sẻ thôi. Thì xin quý vị cũng ngồi đây rồi cũng giống như mình trong nhà vậy, Pháp Hòa chia sẻ những gì Pháp Hòa học cho đại chúng nghe vậy. Nói không trách người nghe. Thí dụ bây giờ vị thầy nào mà lên pháp tòa giảng kinh mà vì giận hay một phiền một đệ tử nào đó mà đem đệ tử đó ra mà trách mắng là không đúng. Mà thí dụ như bây giờ nếu mà cái người đệ tử đó mình biết đích thị cái vị đó làm cái lỗi gì thì mình có thể gọi lại, mình dạy riêng. Nhưng mà ở trong cái buổi giảng thì mình nói theo kinh điển, nói theo lời Phật mà không có tâm. Thí dụ lỡ mình nghe mà mình nghĩ rằng thầy trách mình á, mà thầy không có đúng bằng cái tâm đó là tại mình nghe lỗi, lỗi mình nghe. Nhưng mà Pháp Hòa nói đây là cái tâm á. Hồi nãy cái câu thứ nhì mà Phật dạy nè, nói đúng thời là một, cái thứ hai là phải nói một cách hết lòng và thành tâm, chứ không có được xen cái tâm khác. Xen cái tâm là ồ bữa nay tôi nhìn xuống tôi thấy có cái người đó, cho nên bữa nay là hay quá, đúng cơ hội cho tôi giũa, cho nên mình đem cái vị đó ra mình giũa là không đúng. Có thể người nghe không ai biết, nhưng mà tự trong tâm mình có cái lỗi là mình đã làm sai nguyên tắc của một vị lên nói pháp. Cũng giống như bác sĩ nói bệnh là nói chung như vậy. Rồi mỗi người bệnh nhân nghe rồi cảm nhận được bệnh của mình mà tìm cách chuyển hóa. Quý vị hiểu ý và nói vậy. Cái thứ 10 là gì? Nói đúng chánh pháp. Nói đúng chánh pháp. Cho nên tại sao Pháp Hòa hay trích trong kinh ra là vậy? Tại vì Pháp Hòa muốn mượn lời kinh, mình nương lời Phật, lời Tổ dạy rồi chia sẻ với đại chúng. Bởi vì Pháp Hòa nghĩ rằng bản thân mình phước đức thì còn mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi,
Tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thực sự vững bền. Cho nên phải mượn lời kinh ý Phật tổ để mà chia sẻ. Cho nên hay trích trong kinh, đi đâu cũng trích bài kinh ra rồi chia sẻ với đại chúng, cũng giống như hôm nay vậy. Trích một phẩm trong phẩm, trong cái cuốn kinh U Bà Tát Giới, nói về 16 việc của người nói pháp và 16 việc của người nghe pháp. Thì cái người nói pháp là phải nói đúng chánh pháp. Giống như thí dụ bây giờ mình cũng biết quán cơ, người ta chưa có hiểu đạo, mình phải nương cái vị đó, người ta chưa biết đạo mà người ta cầm cái bát quái lên. Quý vị biết cái bát quái treo nhà đó, để thầy nhờ thầy chú nguyện dùng cái bát quái, cái mình nói ở đây tôi tu cho tôi làm mấy chuyện này, mình làm cho người ta ấy, bây giờ mình thôi cũng được, thôi bây giờ nhờ thầy chú nguyện còn hơn đem lên miễu, lên đình rồi người ta tống tiền, người ta làm tiền gì đó, phải không? Cho nên thôi thầy cũng chú nguyện. Nhưng mà sau khi chú nguyện rồi, thầy dạy bát quái là gì? Càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi. Cái hình nó có 8 cái góc, rồi người ta nương theo cái quẻ dịch đó. Càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi. Pháp Hòa đưa cái này xong, Pháp Hòa nói nè, cái này là bát quái mà chú muốn treo nhà để chấn tà chấn ma. Nhà Phật có bát chánh đạo, ai mà tu đúng bát chánh đạo là tà ma không có xâm nhập. Tà ma này là gì? Phiền não khổ đau không tới. Nếu người đó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm định, bát chánh đạo mà có trong nhà mình rồi thì làm sao đau khổ được. Cho nên con đường giải khổ là gì? Đó là bát chánh đạo. Người mà có thấy đúng thì làm gì có chuyện nói trật. Thấy đúng, nói đúng, nghĩ đúng, làm đúng, nuôi thân mạng mình đúng, vân vân. Cho nên một cái mà đúng thì cái kia nó đúng. Người chồng trong nhà mà nghiêm túc, nghiêm trang, đàng hoàng thì mình sẽ làm được cái nhà mình nó nghiêm túc. Cho nên thường thường người ta nói gia đình ông chồng là gì? Người chồng, người cha là lương đóng. Cây lương với cây đóng, ta kêu đóng lương, giữ cái nhà cho vững. Đó, nhà vững, nhà an. Cho nên an phải có vợ, nhà an phải có vợ, có mẹ. Cho người Tàu ta viết chữ an, trên này có cái mái nhà, dưới này có người nữ. Người nữ mà có trong nhà thì nhà đó an, cái chữ an viết vậy. Trên có cái nóc, dưới có chữ nữ. Cũng giống như người ta viết chữ nam vậy. Trên chữ lực, dưới chữ điền, người có sức làm ruộng kêu nam. Tiếng Tàu đã viết vậy đó. Thì nói đúng chánh pháp, nói lợi mình lợi người. Lợi mình lợi người là sao? Xin thưa đại chúng, mỗi lần lên bất đắc dĩ lắm mà Pháp Hòa mới cái kiểu mà tới đâu cái tự nhiên Phật tử bắt cóc bỏ dĩa mời thầy nói. Chứ thường thường biết mình sắp sửa có một buổi nói chuyện thì phải chuẩn bị tinh thần mình nói cái gì, soạn bài kinh sẵn, phải không? Thành thử ra khi mà soạn như vậy cái lợi mình, khi mà soạn vậy là lợi mình tức khắc rồi nè. Ngay ồ, bữa nay mình tra ra được cái chữ này nữa hà, bữa nay mình hiểu được thêm cái đạo lý này nữa hà, thì đây lợi mình đó. Rồi bây giờ ngồi đây cái lợi người, phải không? Rồi quý vị ngồi cái quý vị lợi mình. Nhưng mà về nhà ứng dụng tu hành đúng cái lợi người. Cho nên lợi mình lợi người nó chan hòa với nhau vậy. Cũng giống như người ta kêu tu học. Cái tu á, người muốn tu phải học. Học xong rồi nó, cái học này á, nó bồi đắp cho cái tu. Mà càng tu thì càng rõ ra cái nghĩa học. Cho nên tu học phải rời, không có được rời nhau. Giống như người ta kêu tu hành. Tu là phải hành. Hành là gì? Là làm. Chứ không phải hành thân ép sát. Thấy nào trò, thấy thầy nào mà tròn trịa quá, nói thầy đó không quá tu hành. Hỏi sao vậy? Người ta hành thân ép sát, ta ốm nhôm, sao thầy tròn trịa quá, chắc thầy không hành. Cái chữ hành mà mình hiểu là hành thân ép sát là không đúng. Chữ hành này là ứng dụng thực hành. Đó, ứng dụng thực hành. Mình hành đúng cho nên thân thể mình mới khỏe mạnh, an vui, tâm hồn mình nó an lạc.
tâm an thân lạc. Quý vị thường chúc nhau đó, mỗi lần Tết tới xin chúc cho bác, cho anh, cho chị thân an tâm lạc. Nói gọn là thân tâm an lạc, phải không? Ăn đúng thì thân an, suy nghĩ đúng là tâm lạc. Người tu có con người mình chỉ có thân tâm, mà tu Phật mà không có trao sửa thân tâm thì làm sao được. Cho nên thân thì phải đoan nghiêm, ý thì phải đoan chánh. Ta kêu đoan chánh. Đoan là ngay, chánh là thẳng. Người đó đoan chánh lắm. Chữ đoan là ngay, chữ chánh là thẳng. Cho nên trong chùa mình kêu chánh điện, thờ Phật ngay giữa, chỗ đó là chỗ quan trọng nhất. Cho nên tiếng Anh dịch là main hall, chánh điện, main hall. Rồi, bây giờ lợi mình lợi người, quý vị thấy không? Lợi mình lợi người. Đó, gia đình đạo hữu Quảng Đạt Quảng Nguyện thỉnh quý thầy các nơi về, nhưng mà đâu có lợi mình không đâu, lợi người nữa. Rồi, thứ 12 là gì? Nói không tán loạn. Khi nói là tâm mình phải để ý, không có tán loạn. Bây giờ Pháp Hòa xin thưa với đại chúng là để giúp cho cái vị giảng sư, người ta đừng có tán tâm á, thính chúng phải hỗ trợ. Hỗ trợ bằng cách nào? Thứ nhất là phải tắt cell phone. Mà trong khi mình thính pháp là quý thầy đang trùng lại cái lời Phật dạy. Xin lỗi đại chúng là ở trong Phật giáo Trung Hoa đó, người ta dùng cái từ mà mời cái vị thầy mà lên ngồi nghe pháp á, giảng kinh á, quý vị biết người ta dùng từ gì không? Đại Phật tuyên dương, thay Phật mà nói pháp. Cho nên khi mình mà nghe pháp á, để giúp cho cái tâm của cái người dạ nói chuyện đừng có bị tán loạn á, thứ nhất là mình tắt cái phone tai. Thứ hai, không có nói chuyện. Đừng có khiều, thầy này ông giảng dở quá, giảng dở mà ông giảng lâu nữa chứ, phải không? Không có nói chuyện. Hoặc là mình khiều, mình nói chuyện này chuyện kia, hỏi hồi sáng bà có đi chùa không? Trời ơi, chùa bữa nay xảy ra chuyện này chuyện kia. Không có nên. Mình nghe pháp là mình phải chú tâm mình nghe. Cho nên giúp cho cái vị giảng sư tâm không có tán loạn là mình phải ngồi yên mình nghe. Quý vị thấy hồi thời Phật á, quý thầy mà ngồi nghe pháp ha, ngồi nghiêm túc. Con thầy á, trong chúng hội có một thầy thấy khổ sở với cái căn bệnh của thầy. Mà Phật ngưng á là thầy tỉnh, mà Phật nói là thầy buồn ngủ. Thầy ngồi thầy ngủ hoài vậy đó. Mà cuối cùng thầy phải phát cái nguyện là không ngủ để trị cái bệnh ngủ của thầy. Cho nên ngồi nghe nói mà không tán loạn, mà mình phải trợ duyên, mình phải trợ duyên cho người nói, không có tán loạn. Cho nên Pháp Hòa cũng rất là mong ở trong chùa, nhưng mà chùa mình chưa làm được. Trong chùa có vài ba Phật tử nên phát tâm, mỗi lần quý thầy nói pháp, hai ba người thanh niên trẻ phát tâm chơi với các em, để cho các em nó có cái chỗ nó chơi, nó sinh hoạt, để yên cho người lớn nghe pháp. Để khi mình nghe bằng cả cái tâm thanh tịnh đó, thì chữ nghĩa nó mới rót. Còn nghe mà phải bắt phone, phải giải quyết chuyện này chuyện kia là mình nghe nó không có thấm. Giống như người nói vậy, nói mà không có thoải mái, ở chúng hội không có yên tĩnh là tự nhiên mình không có thoải mái. Mà xin thưa là trong thời gian mà đi chia sẻ Phật pháp nha, thỉnh thoảng qua cũng bị là khi bước vô cái chỗ đông quá mà người ta không điều hành được cái hội trường á, là tự nhiên cái lòng của mình á nó không có yên, nó làm sao á, nó bị tán loạn, cái tự nhiên cái bài nói chuyện của mình á nó không có hết lòng hết ý trong đó, bị mình bị tán tâm. Đó là mình biết mình dở rồi đó, phải không? Là mình bị cái hoàn cảnh ngoài nó chi phối. Vậy cho nên cái người nói phải đừng có bị tán tâm. Mà muốn giúp cho cái vị nói đừng tán tâm thì hội chúng trợ lực, trợ duyên.
Thứ 13 là nói hợp với nghĩa lý. Thứ 14 là lời nói chân chánh. Lời nói chân chánh có nghĩa là mình nói những cái gì sự thật. Và có đôi khi á, những cái chuyện giả tưởng, thí dụ vậy, có nói nhưng mà nó chuyên chở cái ý nghĩa, cái đạo lý. Thứ 15 là nói rồi không sinh lòng kiêu mạn. Nói rồi không sinh lòng kiêu mạn là tự cao, tự đắc. Tôi hôm nay tôi nói cái bài đó hay nhất, hay là bữa đó tôi nói cái bài đó như thế này, như thế kia, không có. Khởi cái tâm đó tức là mình cũng có chút ít tổn giảm, tức là mình chưa đem hết lòng Phật Pháp mình nói. Và cái 16 là gì? Nói mà không cầu phước báo thế gian. Nói mà không cầu phước báo thế gian có nghĩa là bữa nay tôi biết cái người đó có tiền, có của nè, hay người đó đóng góp nhiều nè. Những cái gì mình nói mà mình còn mong cầu cái lợi dưỡng, cái phước báo bình thường của thế gian, thì chưa hợp với cái lòng, cái tâm của cái người nói Pháp. Cho nên cái tâm của cái vị là nói Pháp quan trọng. Đức Phật thường gọi á, cái vị mà đi giảng kêu là giảng sư đó. Thầy đi giảng là giảng sư. Mà một vị giảng sư á, là phải có ba điều kiện là gì? Phải mặc áo Như Lai, phải vào nhà Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai. Nhà Như Lai là nhà từ bi, những nhà từ bi. Áo Như Lai là áo nhẫn nhục. Tòa Như Lai là tòa nhất thiết pháp không. Mình đem hết cái lòng mình ra mình nói mà không có một cái chút xíu nào sao có cầu mong cái lợi dưỡng. Cho nên cái đó là 16 việc của một người nói Pháp. Ngày xưa trong luận á, có chia ra những cái vị mà ngồi nghe Pháp á, gọi là tứ chúng thính Pháp. Hồi thời Phật á, có tứ chúng thính Pháp. Thứ nhất á, ta gọi là phát khởi chúng. Phát khởi chúng là sao? Là những vị đó đứng dậy: thưa Phật, hôm nay con muốn hỏi chuyện này chuyện này. Quý vị đọc trong kinh, quý vị có nghe thấy những cái trường hợp đã xảy ra không? Lúc bấy giờ trong chúng hội có một vị Bồ Tát đứng vậy, chắp tay trang nghiêm, vén y bên phải, quỳ gối sát đất, bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nguyên do nào? Cái gọi là phát khởi chúng. Cái chúng thứ hai á, gọi là đương cơ chúng. Đương cơ là gì? Cái người đó là cái có cái túc duyên nghe xong một bài pháp, hiểu đạo, phát tâm. Phát tâm liền nghe xong bài pháp. Cho nên quý vị đọc trong kinh mà thỉnh thoảng quý vị thấy có nhiều vị á, nghe Phật nói pháp xong cái chứng quả. Phải không? Mình bây giờ cũng vậy. Có nhiều khi mình ngồi mình nghe pháp xong rồi á, chứng quả gì biết không? Mình chứng được cái quả sơ quả là quả nhập lưu. Sơ quả là quả nhập lưu là gì? Vào dòng thánh, tức là kể từ giờ phút đó tâm mình không còn lui sụp đối với đạo quả, đối với chuyện tu hành nữa. Lúc này tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền. Vì sao? Vì mình đã xa biển khổ nguồn mê, trước sau gì cũng quay về bờ giác. Cái ý mà đương cơ chúng là vậy. Nhiều khi trong chúng có người đó ngồi đó mà ta nghe xong ta hiểu. Cái thứ ba là gì? Gọi là ảnh hưởng chúng. Ảnh hưởng chúng là làm sao? Có những vị Bồ Tát hiểu hết những gì Phật nói đó, nhưng mà phải thị hiện ngồi cho trang nghiêm. Để làm gì? Trợ lực cho Phật. Thứ hai là gì? Trợ lực cho người nghe. Cũng giống như nãy giờ quý vị ngồi đây và biết có nhiều đại chúng ngồi đây là ảnh hưởng chúng đó. Ảnh hưởng chúng là sao? Những gì mà nói quý vị hiểu hết, quý vị biết hết. Nhưng mà tại vì ổng lên nói mình không ngồi nghe, ổng buồn. Ổng có tinh thần kệ ngồi ủng hộ. Đấy không? Rồi nhiều khi mình ngồi như vậy, nhưng mà cái ngồi của mình đó làm cho mọi người khác cũng ngồi và nghe theo, ảnh hưởng chúng. Quý vị biết không, khi quý vị đi tụng kinh cũng vậy, ngồi cho trang nghiêm. Trước khi ngồi xuống là phải lấy cái tay này nè, đưa cái vạt sao ra, đưa nhẹ thôi nha,
đừng có phất một cái ngồi xuống bụi văng. Cái bà ngồi xa bà ghim rồi đó, bà không nói. Lát nữa đứng dậy phủi một cái nữa. Có nhiều khi trước khi lại Phật nha, hất cái vạt sao một cái, cầm cái vạt trước phạch một cái nữa. Trời đất ơi, y chang như là bái kiến hoàng thượng. Mình là ảnh hưởng chúng là ngồi cho trang nghiêm. Ai có đi vô trễ, đi mạnh, đi nhanh, đừng có dòm ngó gì hết trơn. Đang ngồi thiền vậy mà nghe cái tiếng cửa cái rắc, ngõ ai vậy? Trời sao vô trễ vậy? Ảnh hưởng chúng. Quý vị nhớ tứ chúng không? Thứ nhất là gì? Phát khởi chúng, đương cơ chúng, ảnh hưởng chúng. Còn có cái chúng gọi là kết duyên chúng. Kết duyên chúng là sao? Có nhiều người không có chịu nghe kinh, nghe pháp gì hết á, nhưng mà nhờ mình khuyến khích người đó vô nghe đó. Thôi kệ, nghe, nhưng mà có khi không thấm, không thích, không gì hết. Nhưng đừng lo, kết duyên rồi đó. Người đó kết duyên rồi, phải không? Cho nên con cái trong nhà đó, quý vị đọc trong kinh Pháp Hoa quý vị thấy, nếu người nào vào trong tháp miếu nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Kinh Pháp Hoa nói vậy. Người nào vào trong tháp miếu chỉ một câu Nam Mô Phật, người đó đã thành Phật đạo. Tại sao? Vì người đó đã kết duyên rồi. Có một cái ông đó không uống rượu say, say quá trời quá đất, đi ngang chùa thấy để chữ chùa không chui vô. Ông là Thế Tôn đó hả, Cù Đàm Gotama đó hả, đi tu cạo đầu coi cũng được hen. Ê, cho tôi tu đi, xỉn mà. Nói vậy xong Phật bảo quý thầy cạo đầu trong tu. Trời ơi, quý thầy nói tại sao Phật làm kỳ cục chứ, ông xỉn ông sai mà ông đòi tu Phật cũng cạo đầu nữa. Phật mới nói các thầy không có biết, cái ông này nè vô số kiếp rồi, một chữ xuất gia cũng chưa khởi trong đầu nữa, chứ đừng nói ra tới bằng miệng. Hôm nay á, nhờ ổng xỉn tự nhiên trong đầu muốn đi tu, miệng phát ra nói muốn đi tu, Như Lai kết duyên cho ổng. Mai ổng có ra đời nhưng mà duyên đã kết, đời kiếp nào đó sẽ gặp lại phát trong tu. Cho nên mình mới có cái truyền thống là xuất gia gieo duyên. Bây giờ quý vị á, muốn tu lắm nhưng mà lên thấy tu chưa được. Ta thường nói vào chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy đóng đi tu không đành. Đóng gì không biết à nha. Có nhiều khi đóng nợ rồi sao, có nhiều khi đóng con rồi sao, mà cũng có nhiều khi thấy đóng tiền tu không nổi. Thành thử ra cho nên á, mình chưa hề phát tâm kết duyên, cho nên mình nghe để mình kết cái duyên. Vừa rồi Pháp Hòa đi thì có một cái đạo hữu, người vợ kể cho Pháp Hòa nghe là chính ông cũng kể luôn. Bữa hôm qua ông gặp, ông mới kể rằng thầy có biết hồi nào tới bây giờ, bà vợ mà nghe băng giảng của quý thầy, mỗi lần mà nghe ông đi làm về mà để cái chìa khóa vô cửa, mà mở cửa một cái là bà phải lập tức bà tắt liền, không dám mở. Bởi vì ông mà nghe là trong nhà nó sùm lên hết. Cho nên bà nghe pháp mà canh hệ ông không sắp sửa đi về tới nhà là tắt cái máy. Bữa đó mở làm sao lớn quá, ông đi về quên, ông mở cửa mà không nghe, để nguyên cái băng thầy giảng. Trời ơi, bà thấy ông cái bà điếng hồn, tá quả tâm tình. Bây giờ lỡ rồi sao đây? Nó thôi kệ đi, tới đâu tới. Cái ông đi tới đi lùi, ông nghe coi bộ được ha. Hết cái cuồng băng lại, ông bấm một cái nữa, ông nghe lại từ đầu. Nói, cái này gì vậy? Nói, à, bà nói thì thầy thuyết pháp, ông này nói nghe được nè. Rồi thì kể từ đó ông nghe pháp. Như vậy thì quý vị mới thấy trong bốn dạng người nghe, có những người chỉ gọi là kết duyên thôi. Mình lên trên chùa mình nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức, chúng con từ lâu có lòng khát ngưỡng quy giới,
nhưng vì gia duyên ràng buộc chưa thể suốt đời ghi nhớ được. Hôm nay y lời Đức Thế Tôn chỉ dạy, chúng con về chùa cầu thỉnh chư Đại Đức Tăng từ bi truyền trao giới pháp Bát Quan Trai cho chúng con, để chúng con tu hành thanh tịnh một ngày một đêm, gieo nhân xuất gia giải thoát. Dễ sợ vậy đó. Nhưng mà vô trong đó rồi chả xuất gia, toàn xuất giá không. Làm sao biết không? Phiền muộn từ sáng tới chiều sao tối. Bây giờ mình xuất gia là cái căn bản nhất, cái cơ bản nhất là gì? À, là phải lìa cái nhà thế tục. Bây giờ mình lìa được cái nhà thế tục rồi, vô chùa. Rồi cái thứ hai là gì? Xuất phiền não gia, ra khỏi nhà phiền não. Mà vô trong đó buồn giận người này, trách móc người kia, tu gieo hạnh xuất gia giải thoát 24 giờ. Mà thêm còn thêm câu nữa nha, để giải thoát đau khổ. Nhưng mà vô trong đó khổ đau 24 giờ tu, quăng quại hết 23 giờ. Còn có 1 giờ là gì biết không? Nửa giờ tụng kinh thọ giới và nửa giờ xả giới hết. Khổ như vậy. Cho nên á, bốn chúng của Phật thời xưa, ngày nay chúng ta cũng có bốn chúng: phát khởi chúng, đương cơ chúng, ảnh hưởng chúng và kết duyên chúng. Cho nên mình ở dạng nào cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì Phật pháp như đại hải, mình bơi lội trong biển đó. Phật pháp như sương, chúng ta đi lâu ngày cũng sẽ thấm. Nghe pháp không có hiểu, nghe riết rồi sẽ hiểu. Một lần nghe chưa đủ, một cuồng băng phải nghe đi nghe lại nhiều lần, càng nghe càng thấm. Một lần nghe là một lần hiểu khác, một lần nghe là ý tứ nó khác. Pháp Hòa có những cái quyển kinh đó, lâu lâu Pháp Hòa cứ mở ra coi lại, mà cứ mỗi lần coi lại là Pháp Hòa lại phát hiện ra trong đó lại có nghĩa mới. Hay vậy đó. Cho nên Pháp Hòa từ càng tụng kinh Phật thì càng mới thấy đúng cái danh từ là gọi là vô lượng nghĩa. Trong đó rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Quý vị nhớ cái bài kệ ca ngợi kinh Pháp Hoa không? Hơn 60 muôn lời thành 7 cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Mình tụng cái đó rồi, trong cổ nước cam lồ rỉnh nhuận, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát. Lúc đó thân tâm mình đã thanh tịnh, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi. Tinh chất của cái người con Phật, trên lưỡi sen hồng phóng hào quán. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Đâu có phải là chẳng tạo tội hơn núi cả rồi tụng kinh Pháp Hoa đi hết tội. Không phải. Dầu cho tạo tội lỗi lầm đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà ở đây nè, cái để ý cái chỗ là chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Diệu pháp đây không phải là chỉ cho kinh Pháp Hoa không, mà phải trở về tiếp nhận được pháp vi diệu đó thì sao? Tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Và bốn chúng nghe pháp. Rồi bây giờ mình nghe pháp mình phải nghe làm sao? Ngày xưa có một câu chuyện là cái người ta ví dụ như thế này. Có một giọt nước, nếu mà chỉ là một giọt mà nó rơi từng hạt, nó tạo ra thành một cảnh mưa phùn nên thơ, rất đẹp. Hai người, một cặp tình nhân cầm cái dù đi dưới một cái ngọn mưa nhẹ nhẹ như vậy, nên thơ quá phải không? À. Nhưng mà nếu tất cả các cái nước mưa đó nó đóng ở một cái hồ nào đó mà nó bể một cái đập, thì cái nước đó ào ạt xuống thì nó có khả năng làm gì? Trôi nhà, trôi cửa, và thậm chí hai người đang đi dạo đó cũng bị cuốn trôi. Ở đây cũng thế. Người ta ví dụ từng cái giọt nước mà từng cái tri thức thì nó trở thành ra ít, nhưng chúng ta thường ngày tích lũy thì chúng ta sẽ trở thành ra một biển cả tri thức, và nó có khả năng đẩy tất cả phiền não ra ngoài. Cho nên mỗi buổi chiều, mỗi buổi tụng kinh xong phải có một câu cuối cùng là tự quy y pháp, cầu cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng
trí tuệ như biển. Chỉ có khi nào trí tuệ như biển, chúng ta mới đưa những cái rác rưới phiền não nó ra. Vì vậy mà trong năm cái nghĩa kinh có một nghĩa nữa gọi là tuyền dũng. Hồi nãy Pháp Hòa nói kinh có hai nghĩa phải không? Là nói gọn đó, nói rộng có năm nghĩa. Và trong đó có một cái nghĩa là tuyền dũng, đẩy ra. Tuyền là suối, dũng là mạnh. Cái dòng suối nó mạnh, nó có khả năng ào ạt xuống và đẩy phiền não ra. Phật pháp mà đi nhau trong rào trong con người mình rồi, nó khả năng như vậy. Thứ nhất là người nói đúng thời thì người nghe cũng đúng thời. Hồi xưa trong luật dạy như thế này: nếu có việc gì muốn hỏi thầy, y áo chỉnh tề lên gõ cửa hỏi thầy. Bằng thấy thầy thân tâm mỏi mệt, khéo lui ra. Hoặc thầy bảo hôm nay thầy mệt thì phải xá mà lui, không được giận tức tỏ bày trên mặt. Trong luật dạy một vị sa di nhỏ tuổi như vậy, mình muốn hỏi thầy cái gì lên hỏi, nhưng mình thấy thầy mệt mỏi thì mình khéo lui. Tại vì thầy mệt thì thầy không đủ tinh thần thầy nói, mà thầy nói mà không hết ý thì mình nghe không hết. Cho nên hỏi phải đúng thời, nghe phải đúng lúc. Cho nên người nói phải đúng lúc, người nghe phải đúng lúc. Cái thứ hai là thích nghe pháp. Giống như chiều nay nè, mình không thích nghe mình đâu có ngồi đây. Giờ này mình đi chơi, mình ở nhà mình sướng hơn, nhưng mà thích nghe pháp cho nên mới ngồi đây. Cái thứ ba là gì? Nghe một cách thành tâm. Thành tâm là sao? Nghe không có phán đoán: thầy này dở, thầy này hay. Xin thưa là trong Phật pháp không có ai hay dở, nhưng mà mỗi người người ta trình bày một cách, mỗi người ta trình bày một cái để cho chúng ta nhận. Giống như thầy toán không thể chê thầy dạy lý, thầy dạy lý không thể chê thầy dạy sử. Bởi vì mỗi thầy dạy một môn. Trong ngũ thừa Phật giáo, Phật giáo có năm thừa để tu nha. Người nào sơ cơ quá, còn mới thọ tam quy ngũ giới, ăn chay làm lành gọi là nhân thừa. Bắt đầu cao cao lên chút, thọ thập thiện bố thí, thiên thừa. Nghe pháp, nghe những giáo pháp căn bản để bày tỏ tâm tư là gì? Thanh văn thừa. Tu hành lục độ là Bồ Tát thừa. Rồi tu hành Phật thừa. Tùy theo thầy, mỗi vị ta khai triển một thừa. Cho nên mình ngồi đó mình luận cao thấp là mình không có thành tâm. Tại mình ngồi đó mình nghe để mình phán đoán. Cái thứ tốn là gì? Nghe một cách cung kính. Thứ năm là nghe mà không tìm lỗi của người nói. Có một lần Pháp Hòa gặp một vị hòa thượng, thì ngài mới kể Hòa nghe. Ngài nói hôm rồi tôi đi giảng, thì tôi lên tôi giảng cái bài giảng đó, tôi giảng xuống xong cái thì cái vị Phật tử đó vô cự tôi quá trời. Hai vợ chồng về gây lộn với nhau, nói là tại sao chuyện trong nhà bà đem kể cho ông thầy nghe, chị ông đem ra ông nói giữa mọi người nghe hết. Mà oan, người vợ không hề nói gì với thầy, chẳng qua là bữa đó thầy giảng nó trúng ngay cái bệnh tình của cái gia đình. Ông chồng về ông tức, ông nói tại sao tôi với bà mới đụng chuyện hồi chiều, bà lên mà nói hết cho ông thầy nghe, bữa nay bà thấy không, ông đâu có giảng pháp đâu, ông đem tôi ra ông giữa mọi người. Mà oan, oan ức. Nghĩa là cuối cùng bà vợ phải gọi cho thầy, thầy phải đính chánh. Thầy nói không, tôi chưa hề gặp bà Phật tử này. Thí dụ vậy đó, quý vị thấy không? Cho nên á, ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, cái phẩm Sư Tử Hống hay lắm. Ở trong đó có một câu, một đoạn Đức Phật nói như thế này: ví như vị lương y biết rõ bệnh và phương thuốc, người bệnh chẳng chịu uống, đó là lỗi của người bệnh chứ chẳng lỗi của lương y. Ví như người thí chủ đem tiền ra bố thí, người kia không nhận, đó là lỗi của họ chứ không phải lỗi của người cho. Ví như mặt trời mọc soi sáng hết tất cả mọi nơi, nhưng mà người mù kia chẳng thấy, đó là phần của người không thấy chứ không phải là lỗi của mặt trời. Ví như nước sông Hằng có thể giải trừ sự khát nước, có kẻ khát nước chẳng chịu uống, đây là lỗi của người không chịu uống chứ không phải lỗi của nước sông.
Ví như đất là bình đẳng, có thể nuôi tất cả cây cỏ, nhưng mà người nông phu kia không chịu gieo trồng hạt xuống đất đó, thì đó là lỗi của người nông phu chứ không phải lỗi của đất. Quý vị nào mà tụng kinh Đại Bát Niết Bàn hay lắm. Trong cái phẩm Sư Tử Hống, Đức Phật đưa ra rất nhiều những cái ví dụ rất là hay. Thì ở đây cũng vậy. Ví dụ như mình mà nghe pháp á, thì là mình nghe rồi mình nhận, mình ứng dụng, mình tu. Còn nếu mà mình nghe mà mình thấy rằng à, bữa nay thầy này nói cái này, thầy này lỗi cái kia, thì coi như là mình đến đó mình không có tìm cầu cái pháp. Giống như Pháp Hòa hay ví dụ, mình đi lên núi tìm châu báu, nhưng mà trên đường mình đi á, mình lấy sỏi lấy đá bỏ đầy túi. Lên tới đỉnh núi thấy một đống châu báu, thì mình lại không nỡ bốc mấy cục đá đó ra, bởi vì mình nghĩ là lâu nay dù gì tôi cũng đã khiêng nó từ dưới đây lên rồi, bây giờ mà tôi bỏ mấy cục đá này ra thì uổng công tôi quá. Thôi thà là tôi đem cục đá về mà nỡ lòng nào bỏ một mớ châu báu. Thì cái người tu cũng thế. Trên đường mình tu là đi tìm châu báu, nhưng mà thỉnh thoảng mình lượm mấy cục gạch mình bỏ túi mà mình không hay. Mình cứ tưởng đó là châu báu, rồi mình để cho con người mà tâm hồn mình nó nặng nề. Đó. Cho nên ở trong này Đức Phật dạy là nghe mà không tìm lỗi của người nói. Thứ sáu là không vì biện luận mà nghe, tức là nghe để lý luận, đem những cái câu hỏi bắt bí, không có tâm hồn gọi là cầu mong hiểu, chứ mà muốn bắt bí cái vị giảng sư thôi. Cho quý vị biết, hồi xưa ai mà lên hỏi Phật như vậy thì thường Phật không có trả lời. Tại vì Phật nói, Phật có nói thì họ cũng tìm cách, họ bắt bẻ, họ không có thành tâm họ nghe, thành thử mình nói nó cũng không có lợi ích, mất thì giờ chứ với mình với họ. Thứ bảy là không vì thắng người khác mà nghe. Thắng người khác mà nghe là nghe cái người kia nghe pháp, mình cũng nghe pháp. Nhưng mà nghe không phải để mình học, nghe để làm chi biết không? Để bảo cho người kia biết là tôi nghe nhiều thầy lắm, thầy nào tôi cũng biết hết. Thí dụ vậy đó, cho nên nghe dồn dập vậy đó, nghe mà nó ứ luôn á. Cho mình nghe thì cũng tốt, nhưng mà mình phải biết điều chỉnh cái nghe của mình. Cái thứ bảy, thứ tám là lúc nghe không coi thường người nói. Bởi vì khi mình, cái vị mà người ta lên người ta nói, nói dở nói hay thì cũng là lời Phật, như mỗi người ở cái chỗ là có cái biện tài trình bày sao vậy thôi, chứ còn đã lên tới trên đó rồi đâu có dám nói trói trật, đem Phật pháp ra nói, nhưng mà có cách trình bày, có cách nói. Lúc nghe không khinh thường Phật pháp. Thứ 10, lúc nghe không tự khinh mình. Có nhiều khi mình nghe mình nói trời ơi, thầy nói đủ thứ hết mà tôi dại khờ quá, tôi tối tâm quá, tôi không có biết gì hết. Đừng có nói như vậy. Biết chứ, mình không biết làm sao mình ứng dụng mình tu được cho biết á. Nhưng mỗi người mình nhận một cách khác. Quý vị nhớ là Đức Phật ví dụ như thế này, giống như một đám mưa, mưa xuống, hễ cây nhỏ thì thấm nước ít, cây trung thì thấm nước vừa vừa, cây lớn thì thấm nước to. Thành thử ra một cái trận mưa rơi xuống thì nhất định phải có thấm, chứ đừng có khinh mình. Và Đức Phật không có cho như vậy. Cái thứ 11 là vì muốn xa lìa ngũ cái mà nghe. Ngũ cái là gì? Chữ cái nghĩa là ngăn che. Thì trong ngũ cái nó có là tham dục, trạo hối, hôn trầm, tán loạn, nghi ngờ. Năm thứ. Hôn trầm, liêm diêm, buồn ngủ. Tán loạn, tâm mình không có yên. Thứ hai là trạo cử, ngồi không yên, không có tin, gọi là nghi ngờ. Thứ 12 là muốn thọ trì đọc tụng mà nghe. Mình nghe pháp là vì mình muốn thọ trì đọc tụng. Giống như quý vị thấy không, ngày nào mình tụng kinh á, ngày nào cũng tụng mà tụng cũng nhiêu kinh, là tụng tới tụng lui, tụng chi vậy? Bởi vì chữ tụng á nghĩa là lặp lại, lặp đi lặp lại là tụng. Nhưng mà nhờ mình tụng lâu như vậy á, cho nên mình thọ được cái đó, mình thọ được cái ý, rồi mình trì cái đó, cho nên là thọ trì. Thọ là mình tiếp nhận,
trì là mình giữ nó. Không? Đọc tụng là mình nhờ đọc tụng cho nên mình mới tiếp nhận. Cho nên ai cho quý vị một cái băng hay cuốn quyển kinh á, quý vị mới có thọ hà. Nhưng mà về đó rồi mình có trì không? Mình có đọc tụng, mình có thọ trì không? Đó, mà có đọc tụng, có thọ trì thì mới giải được cái nghĩa của Như Lai. Cái thứ 14 là gì? Muốn nghe đầy đủ lòng tin, lòng tin mà nghe. Thứ 15 là muốn điều phục chúng sanh. Chữ điều phục là gì? Điều phục có nghĩa là mình điều chỉnh, chế phục chúng sinh. Đây không phải là mọi người xung quanh đâu, cái đó một phần. Mà cái quan trọng là chúng sinh ở nơi mình. Mình có nhiều chúng sinh lắm. Phiền não là chúng sinh, giận hờn là chúng sinh, ganh tị là chúng sinh, tật đố là một chúng sinh. Cho nên mình có rất nhiều chúng sinh để mình độ. Cho nên mình phải nghe nhiều Phật Pháp để mình độ vô lượng vô số chúng sinh phiền não ở trong mình. Còn những chúng sinh xung quanh mình là ai? Tức là những người xung quanh có đôi khi họ gây những cái phiền não cho mình. Nhưng mình nhờ nghe Pháp cho nên mình sao? Nhẫn nhục được, mình điều phục được cái cơn giận của mình. Quý vị có cảm nhận được là từ khi mình nghe Phật Pháp, mình hiểu Phật Pháp rồi, con người mình có thay đổi không? Có chứ. Mình nhẫn nhục được những người xung quanh phải không? Có chứ. Cho nên mình phục được chúng sanh đó. Mình điều phục được chúng sanh tâm này, rồi sau đó mình điều phục chúng sanh xung quanh. Họ thấy mình, trời ơi, hồi xưa tôi đụng tới cái chị đó, cái anh đó là không được, mà bây giờ bắt đầu có cái tiến bộ, cho người ta thấy được cái màu nhiệm. Cho quý vị nói Phật Pháp nhiệm màu. Nhiệm màu ở cái chỗ nào? Đâu phải là phóng quang, đâu phải là linh hiển. Nhiệm màu ở cái chỗ là có khả năng chuyển hóa đau khổ của mình. Đó. Cho nên người ta gọi đạo Phật là đạo cứu khổ. Cứu khổ là cứu cái khổ gì? Cứu cái khổ mà do chúng ta tự tạo. Người ta nói mình nghe ăn câu xong mình buồn 10 năm rồi mà chưa hết. Mình nghe một câu đó mà trong khi đó mình nghe giảng 10 năm mà không thấm một câu. Nó lạ lùng vậy. Trời ơi, cái bài kinh chú Đại Bi á, tôi tụng 10 năm mà tôi không thuộc. Có không? Có. Chú Vãng Sanh á, tôi nhớ cái gì mà già Di Nị và già Na đó. Nhưng mà không thuộc được chú Vãng Sanh. Vậy mà một câu nói của người kia mà mình nhớ 10 năm không sót một chữ. Khi mình hiểu được Phật Pháp rồi, xả được cái đó. Biết sao biết không? Vì mình biết rõ ràng là ngũ uẩn dai không. Vì sao? Vì mình có quán tự tại. Mình có hành thâm bát nhã. Ghê gớm vậy. Chứ bát nhã tâm kinh mở đầu. Hành thâm là phải đi sâu vào cái trí bát nhã để thấy cho được ngũ uẩn là dai không. Bây giờ nói thí dụ nè, mình có cái tai là căn, cái tiếng đó là cái đối tượng. Rồi mình có cái phân biệt, đây là tiếng chửi mà, đây là tiếng chê. Vì mình có căn, có tiếng, gọi là trần á, là thanh á, rồi mình chấp cái đó cho khổ. Bây giờ thí dụ giờ cũng cái lời nói đó, người này có cái tai nhưng mà cái nhận biết nó không có. Thí dụ như người đó bị lãng tai, mình có nói gì nói họ nghe, họ có khổ không? Đâu có khổ. Vậy rõ ràng có phải là ngũ uẩn dai không không? Mà tại mình nhận cái đó, mình nghĩ cái đó thiệt cho mình khổ. Cho nên mình mà độ được, thấy được cái đó rõ ràng rồi, cho nên độ nhất thiết khổ ách. Bát Nhã Tâm Kinh mở đầu vậy đó. Tại sao mình độ nhất thiết khổ ách? Vì mình có quán. Quán là sao? Nhìn sâu thấy rõ. Quán chiếu, mình có quán chiếu, thấy rõ. Vì thấy rõ như vậy, cho nên rồi mọi cái phiền não khổ đau nó hết. Đó. Rồi bây giờ cái cuối cùng là gì? Vì muốn đoạn trừ văn căn mà nghe. Văn căn là những cái âm thanh phù phiếm bên ngoài. Cho nên trong chùa muốn, con người chúng ta thích nghe tiếng lắm, không có tiếng buồn. Đi về tới nhà là giày chưa cởi, áo khoác chưa ra là bật cái tivi lên cái đã, cho nó rỉ rả trong nhà, phải không? Mà tivi mà vừa tắt là mở nhạc. Không bao giờ trong nhà mình. Cho nên chư tổ biết mới chế ra cái chuông nè, chế ra cái mỏ nè. Anh thích nghe tiếng phải không? Đấy, vô chùa, vào chùa có trống có chuông, khen ai khéo thỉnh, ố mà hay ghê. Thôi giờ mình hát đi rồi mình nghỉ. 2, 3.
vào chùa có trong có chuồng, khen ai khéo thính, ô mê hay mà hay ghê, ô mê hay mà hay ghê. Lòng người đang buồn đang giận, ô nhớ nghe chuông, nghe chuông để hết ưu phiền, em nhớ nhẹ em, duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền. Vào chùa có trong có chuồng, khen ai khéo thính, ô mê hay mà hay ghê, ô mê hay mà hay ghê. Lòng người đang buồn đang giận, ô nhớ nghe chuông, nghe chuông để tu buồn, em nhớ nhẹ em, duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, tối hôm nay Pháp Hòa được gặp tất cả quý vị trong một không khí thật là ấm áp đạo tình, và Pháp Hòa chỉ mong có một lòng là muốn mang những cái lời kinh ý Phật để chia sẻ cho đại chúng. Và trong thời gian chia sẻ, nếu có điều gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ cho. Và cầu chúc cho quý vị một cuối tuần an vui. Và theo Pháp Hòa được biết á, là ngày mai sáng lúc 10 giờ rưỡi cũng có một chương trình, và 7 giờ rưỡi tối thì sẽ có một chương trình thứ hai cũng tại cái hòa này. Và cái thời của Pháp Hòa là mỗi tối, tức là tối hôm nay, tối ngày mai và tối Chủ Nhật. Thì đặc biệt là tối Chủ Nhật Pháp Hòa sẽ giải thích những câu hỏi. Vì vậy cho nên ngày mai buổi chiều đó thì quý vị có đến thì ghi những câu hỏi rồi thì xin bỏ vào chuông. Nếu mà ngày mai á, nhiều quá thì Pháp Hòa sẽ giải đáp một số trước rồi mình để dành lại cho ngày Chủ Nhật. Thì Pháp Hòa mong rằng chúng ta sẽ có những buổi sinh hoạt vào cái dịp cuối tuần này thật là ấm cúng, an vui trong cái đạo tình A Di Đà Phật.